Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 10. Điều duy nhất làm anh nghĩ hoài không ra chính là tại sao hương rượu thơm lại bay ra từ bên trong hang động này. Theo như quan sát của anh, nơi này không giống như có người cư trú. Đây cũng là một cái bí ẩn. Cộng thêm dáng vẻ kiêng dè của con trồn, trong lòng Dương Bách Xuyên đầy tò mò và đề phòng với người và động vật bên trong hang núi. Lúc anh chậm rãi tiến lại gần, anh phát hiện ra dược liệu quý giá dưới chân mình, trong lòng càng thêm tò mò với hẻm núi nhỏ và hang động trước mặt. Nhìn thoáng qua, nhân sâm, linh chi, hà thủ ô vân. Anh thấy mấy gốc dược liệu quý báu, hơn nữa năm tuổi còn không thấp. Trong lòng càng ngày càng cồn cào, đây giống như vườn thuốc có người quản lý. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang phỏng đoán nơi này, trong hang núi đột nhiên truyền ra tiếng kêu. Chi chi. Cùng là tiếng kêu, nhưng khác với tiếng kêu của con trồn, tiếng của con trồn nghe trong trẻo, trong khi đó âm thanh truyền ra từ trong hang động rất điên cuồng. Rõ ràng là tiếng của một loại động vật nào đó, hơn nữa còn không chỉ có một con. Lúc này, con trồn cũng nghe thấy tiếng kêu phát ra từ hang động, nó cũng gào về phía hang, lông cả người dựng đứng, sau đó quay đầu nhìn Dương Bách Xuyên, dường như đang nói chính là bọn chúng. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm hang động đen kịt, không biết cái hang này sâu bao nhiêu. Cửa hang cao chừng 5, 6 mét, rộng hơn 3 mét, rõ ràng là một hang động không nhỏ. Một giây sau, trong cửa động tối om xuất hiện một cặp mắt màu đỏ rực. Chi! Kế tiếp, một tiếng hét dài truyền ra. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy hơn 10 cặp mắt đỏ rực xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Chi chi chi! Một tràng tiếng gầm rú hỗn loạn vang lên. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi hoảng sợ, rốt cuộc là quái vật gì? Anh vừa nghĩ xong, đã nhìn thấy quái vật đi ra khỏi hang động, nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là một bầy khỉ. Phần lớn đám khỉ này có lông màu vàng xám, đứng thẳng dậy cao tầm 1 mét. Có thể nhìn thấy động vật như khỉ ở hang động sâu bên trong núi đúng là hiếm thấy. Trước đây anh từng nghe bà nội kể trước đây ở quê bọn họ có làng khỉ hoang, về sau không biết xảy ra chuyện gì mà khỉ hoang từ từ biến mất. Có lẽ do nguyên nhân khí hậu mà bọn chúng đã trốn vào sâu trong núi Tần Lĩnh hết rồi. Đến thế hệ của Dương Bách Xuyên hoàn toàn không còn nhìn thấy tung tích của khỉ hoang trong núi. Không nghĩ tới hôm nay, anh lại gặp được một bầy khỉ hoang tại hẻm núi nhỏ này, đúng là hiếm có. Khỉ bẩm sinh đã vô cùng nghịch ngợm và dễ thương khiến người ta không thể sợ hãi nổi. Vì vậy sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy là một bầy khỉ thì yên tâm trong lòng, còn tưởng là hổ báo gì, là khỉ thì không cần phải lo lắng. Tuy nhiên chỉ một giây sau, suy nghĩ này của anh đã biến mất, sự thật chứng minh khỉ hoang là một sự tồn tại rất đáng sợ. Chi chi sau khi chừng 18-19 con khỉ chạy ra ngoài, trồn hương hương kêu lên một tiếng núp ra sau lưng Dương Bách Xuyên. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên cười mắng, tao nói này, hương hương, mày nhát gan quá thế. Lúc trước còn dám khiêu chiến với mãng xà, thế mà hiện tại lại bị một đám khỉ dọa thành như vậy, mất mặt quá. Chi chi con trồn kêu hai tiếng với Dương Bách Xuyên, dường như muốn nói bầy khỉ này rất lợi hại. Nói xong, Dương Bách Xuyên lại nhìn về phía đám khỉ xuất hiện ở cửa hang, ngay sau đó sắc mặt anh lập tức thay đổi, trong miệng không nhịn được văng một câu tục, mẹ kiếp. Dứt lời, anh quay người ôm đầu bỏ chạy, cuối cùng vẫn chậm một nhịp. Anh phát hiện, từng con khỉ đều cầm một hòn đá, cùng nhau ném về phía anh. Chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đã bị bao phủ trong mưa đá ngập trời. Anh vội vàng ôm đầu xoay người, lúc này anh mới hiểu ra tại sao lúc con trồn hương hương nhìn thấy bầy khỉ này lại trốn ra sau lưng anh trước tiên. Hóa ra trước đó nó đã ăn thiệt. Á, ôi mẹ ơi! Dương Bách Xuyên chưa kịp chạy trốn, cả người đã bị đá đập trúng, tuy không nghiêm trọng nhưng đập vào người vẫn vô cùng đau đớn. Mấu chốt là bầy khỉ này ném tới rất nhiều đá, chỉ trong mấy hơi thở, người anh đã trúng hơn 10 viên. Dương Bách Xuyên nhe răng nhếch miệng, cuối cùng là chạy ra sau một gốc cây lớn, tránh né công kích của bầy khỉ. SSSS, anh hít một hơi khí lạnh, trong lòng vừa giận vừa hoảng, bực bội hỏi Hương Hương đã chạy tới đây từ lâu. Mày biết có công kích mà sao không báo tao trước? Chi chi, con trồn hương hương kêu hai tiếng, tỏ vẻ mình rất vô tội. Dương Bách Xuyên xoa người, ló đầu ra nhìn,
không phát hiện bầy khỉ đuổi theo. Bọn chúng vẫn canh giữ trước hang động như cũ, giống như môn thần giữ cửa. Thế có nghĩa trong hang núi này có đồ vật rất quan trọng. Bị một đám khỉ tính kế, trong lòng Dương Bách Xuyên đang ngùn ngụt lửa giận. Đường đường tu chân giả, thế mà lại bị khi hoang ném đá phải ôm đầu bỏ chạy, đúng là xấu hổ chết người. Cơn giận này không thể nuốt trôi. Không được, hôm nay tao phải thu thập đám súc sinh này, chắc chắn trong hang núi có thứ tốt, nếu không bầy khỉ này sẽ không canh giữ ở cửa động, đuổi theo tao mới đúng. Về phần đồ tham ăn hương hương này, nhất định nó phát hiện trong hang có đồ tốt nên mới đi trêu chọc đám khỉ, kết quả bị chúng nhổ sạch lông. Dương Bách Xuyên lầm bầm, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cảnh đào được nhân sâm ở hang mãng xà trong núi ở thôn Dược Phương. Đêm hôm đó khi anh nói chuyện phiếm với sư phụ, Vân Thiên Tà đã từng nhắc tới hễ là thiên tài địa bảo, hầu như đều có linh thú canh giữ. Bầy khỉ này biết cách dùng đá đập người, rõ ràng đã mở linh trí, có thể xưng là linh thú. Hơn nữa, sư phụ từng đánh giá con chồn hương hương, nói sau khi trưởng thành có thể nó sẽ có năng lực tìm bảo. Bây giờ nghĩ lại, con chồn này đúng là có thiên phú tìm bảo. Bởi vì là lần thứ nhất gặp con chồn, nó đang chiến đấu với mãng xà, cuối cùng mãng xà bị anh chém giết, con chồn dẫn anh đến hang mãng xà tìm được một gốc nhân sâm 500 năm, cỏ thần hồn và quả hồng thơm có tác dụng với sư phụ. Hiện tại con chồn gặp nguy bị nhổ sạch lông, dẫn anh tới hang động trong hẻm núi, chắc chắn bên trong có thứ hấp dẫn nó. Linh dược chân quý, bầy khỉ có trí tuệ, hương rượu trong không khí tỏa ra từ hang động. Chứng tỏ không phải đồ vật tầm thường. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên quyết định xông vào hang động được bầy khỉ bảo vệ này. Khỉ là động vật quần cư, nhìn chung động vật quần cư đều có thủ lĩnh, nói cách khác trong bầy khỉ này sẽ có hầu vương. Muốn xông vào hang núi, nhất định phải vượt qua đám khỉ, chẳng qua cảm giác bị đá không dễ chịu, vì vậy Dương Bách Xuyên chuẩn bị đấu trí, bắt lấy hầu vương trước, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Anh ló đầu nhìn về phía bầy khỉ đứng ở cửa hang, phần lớn đều giống nhau, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn nhìn ra một con khác biệt trong bầy, trên mặt ngay lập tức hiện lên ý cười. Dương Bách Xuyên nói trong bầy khỉ có một con khỉ đặc biệt là vì anh phát hiện thấy hình thể của con khỉ kia chỉ to hơn con chồn hương hương một vòng, và lông không giống những con khỉ khác. Những con khỉ khác có lông màu vàng xám, hình thể lớn hơn. Còn con khỉ kia thì có lông màu màu vàng óng giống lông của con chồn hương hương. Ngoài ra còn có hai đặc điểm nữa là trên trán của con khỉ kia có một nhúm lông màu trắng và mắt màu vàng kim, không giống những con khỉ khác mắt rất đỏ. Điểm cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, đó là con khỉ kia được các con khỉ khác vây quanh đứng ở vị trí trung tâm, hơn nữa còn giữ một khoảng cách với nó. Vì vậy Dương Bách Xuyên cho rằng con khỉ kia là vua khỉ, thầm nghĩ chỉ cần bắt được vua khỉ thì những con khỉ khác đều dễ giải quyết. Cho dù nó lợi hại đến mấy, cho dù có một số động vật thông minh thì cũng không phải là linh thú ở tu chân giới mà sư phụ nhắc đến. Nếu là linh thú ắt sẽ rất mạnh, Dương Bách Xuyên sẽ sợ hãi, nhưng một bầy khỉ bình thường thì anh chẳng sợ. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí khắp toàn thân, chuẩn bị liều mạng đối mặt với nguy cơ bị lũ khỉ này ném đá, xông lên bắt con khỉ kia. Anh dặn dò con chồn hương hương nấp kỹ, đừng đi ra ngoài. Sau đó, anh nhanh chóng lao về phía bầy khỉ ở cửa hang. Khoảng cách hơn 40 mét ngắn ngủi, anh chỉ mất thời gian chưa đầy 10 nhịp thở đã xông đến vị trí cách bầy khỉ 10 mét. Két! Lúc này, bầy khỉ phát ra một tiếng rú dài. Dương Bách Xuyên nhìn thấy quả nhiên là con khỉ lông vàng kia ra lệnh, anh khẳng định 100% nó chính là vua khỉ. Khi vua khỉ ngừng rú, một đám khỉ lập tức cầm đá ném tới tấp về phía Dương Bách Xuyên. Két két. Kèm theo tiếng kêu của lũ khỉ, hình như chúng rất sợ Dương Bách Xuyên xông tới. Thoáng cái Dương Bách Xuyên đã bị đá ném chúng mười mấy phát làm anh mím chặt môi. May mà anh có lồng chân khí bảo vệ toàn thân nên lũ khỉ ném đá không làm anh bị thương đáng kể. Hơn nữa tốc độ của anh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lao vào giữa bầy khỉ. Anh vung hai tay hất bay con khỉ chắn phía trước, vọt thẳng đến chỗ vua khỉ ở giữa bầy khỉ. Có lẽ vua khỉ cảm nhận được nguy hiểm, cho nên khi Dương Bách Xuyên ra tay, nó rú dài một tiếng rồi định chạy vào trong hang ngay lập tức. Thế nhưng Dương Bách Xuyên bất chấp bị ném đá là để bắt nó, sao có thể để cho nó chạy trốn. Anh lạnh lùng hừ mũi rồi nhảy vọt lên, một tay túm cổ vua khỉ.
Két két. Két 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 két. Bầy khỉ lập tức hỗn loạn như ong vỡ tổ, con nào con nấy đều sợ hãi chạy tứ tán, lại còn phát ra tiếng gào rú khiến người ta bực bội. Vua khỉ lông vàng trong tay Dương Bách Xuyên cũng rú lên từng hồi dồn dập, bốn chân quơ loạn xạ nhưng bị Dương Bách Xuyên túm trong tay. Kết cục của nó đã định. Lũ khỉ xung quanh không dám tấn công Dương Bách Xuyên nữa, chỉ tản ra bốn phía nhìn anh chằm chằm và cất tiếng, gào rú. Dù sao chúng cũng là một bầy khỉ hoang, vẫn biết sợ con người. Dương Bách Xuyên xách vua khỉ lông vàng, cười hì hì nói, con khỉ chết tiệt, cho mày ra lệnh lấy đá ném tao nè. Mày còn động đậy nữa là tao vặn gãy cổ đó. Anh vừa nói vừa bóp mạnh tay, con khỉ này lập tức im miệng, không quơ chân túm Dương Bách Xuyên nữa. Bầy khỉ ở cửa hang cũng yên tĩnh lại, giữ khoảng cách với Dương Bách Xuyên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đúng lúc này, con chồn nấp phía sau cây cổ thụ đằng xa bỗng nhiên biến thành một cái bóng màu vàng nhảy vọt đến, đáp lên vai Dương Bách Xuyên kêu chít chít, rõ ràng là dáng vẻ cáo mượn oai hùng làm Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười. Tiếp theo, con chồn nhảy lên cánh tay đang xách vua khỉ của Dương Bách Xuyên, sau đó giơ móng vuốt nhỏ đập tới tấp lên người vua khỉ lông vàng. Két két. Vua khỉ lông vàng phát ra tiếng gầm giận dữ, dễ nhận thấy nó rất bực mình vì bị con chồn hương hương đánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng con chồn giống như đang báo thù, dáng vẻ vênh váo hống hách. Dương Bách Xuyên cười gượng, ngăn cản con chồn đang đánh vào đầu vua khỉ lông vàng. Anh sợ hành động của con chồn sẽ chọc giận bầy khỉ xung quanh, đến lúc đó mình sẽ bị đánh hội đồng mất. Con chồn hương hương đắc ý ra mặt, gầm gào mấy tiếng với vua khỉ lông vàng rồi mới nhảy xuống khỏi người Dương Bách Xuyên, ra hiệu cho anh đi vào hang động. Vẻ mặt nó rất nhân tính hóa, không ngờ nó lại chảy nước miếng, thể hiện rõ bản chất tham ăn. Dương Bách Xuyên thật sự hết cách với nó, cho dù nó không nói thì anh cũng vào trong xem rốt cuộc trong hang động được bầy khỉ này bảo vệ có thứ gì. Trong hang động rất tối, song không ảnh hưởng đến thị lực của Dương Bách Xuyên. Con chồn sốt sắng đi trước dẫn đường, Dương Bách Xuyên xách vua khỉ lông vàng thong thả bước đi, hơn 10 mét phía sau là một bầy khỉ bám theo. Tổ hợp kỳ lạ này tiến vào sâu trong hang động. Bọn họ đi được khoảng hơn 100 mét thì có ánh sáng le lói xuất hiện. Là ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa phía trước còn có hơi nóng phả vào mặt. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng, xem ra hang động này thông gió, có hơi nóng và ánh sáng đỏ, liệu có phải là núi lửa không? Anh vừa đi vừa nghĩ, quả nhiên không lâu sau phía trước xuất hiện một hồ nham thạch không lớn lắm, đường kính khoảng 10 mét. Hồ nham thạch sôi sùng sục, nổi bong bóng lửa. Sau khi đến chỗ này, không gian trong hang động cũng lớn hơn, giống như một hang dung nham nóng rực rộng hơn 100 mét, cao mấy chục mét. Phía trên hồ dung nham có một cái lỗ to với đường kính hơn 1 mét. Dương Bách Xuyên đi thẳng tới đó, ngẩng đầu nhìn lên thì có thể trông thấy bầu trời bên ngoài. Đây chính là lỗ thông hơi thiên nhiên, thảo nào hang động không hề ẩm ướt mà rất khô ráo, hơn nữa còn có gió nhẹ, giúp tinh lọc không gian trong hang không còn ngột ngạt. Trong hang dung nham nóng rực rộng gần 160 đến 170 mét vuông, hồ dung nham có đường kính gần 10 mét nằm ở phía đông, chiếm cứ mọi ngóc ngách. Cũng chính hồ dung nham này phát sáng, soi rọi cả hang động rộng lớn. Lúc này một cơn gió nhẹ thổi từ nóc hang động xuống, tức thì Dương Bách Xuyên ngửi thấy hương rượu làm say lòng người. Anh ngoảnh đầu nhìn thì phát hiện phía bắc cũng có một hồ nhỏ đường kính khoảng 3 mét. Bên trong chứa nước và đầy ắp các loại trái cây. Hương rượu nồng ngất ngây bắt nguồn từ nơi này. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dương Bách Xuyên, đột nhiên anh nghĩ tới một loại rượu mà mình từng đọc trong một cuốn giã sử ở thư viện. Dương Bách Xuyên nhìn con khỉ trong tay rồi lại nhìn lũ khỉ giữ một khoảng cách phía sau mình, anh đã đoán ra nước trong hồ là thứ gì. Rượu khỉ. Nghe nói đám khỉ trong núi hái quả bỏ vào hang động thường là hốc cây, mục đích ban đầu là tích trữ lương thực cho mùa đông, nhưng nếu mùa đông ấy không thiếu lương thực thì bầy khỉ sẽ quên bén một hang hoa quả mình cất giữ. Sau đó hoa quả trong hang dần lên men, ủ thành rượu trái cây hỗn hợp. Loại rượu thiên nhiên này được tạo thành một cách tình cờ, cho nên rượu khỉ chính cống đáng giá ngàn vàng, có tiền cũng không mua được. Theo những dòng ghi chép trên thì rượu khỉ là thứ hiếm có khó tìm. Rượu khỉ bây giờ chỉ là loại rượu vang nhân tạo ủ từ trái cây giã nát lên men, kém xa rượu khỉ chính cống.
Rượu khỉ chính cống chỉ tích trữ được một mùa, theo thời gian trôi qua rượu sẽ cạn dần, muốn lấy rượu khỉ càng khó khăn hơn. Khi các loại trái cây bắt đầu lên men, từng giọt chất lỏng chảy xuống chính là tinh hoa của trăm loại quả. Điều tuyệt vời nhất là chất lỏng này không bị hỏng, chỉ lên men. Nước đầu gọi là nước trái cây, tích lại thành men trái cây. Đến khi không còn nước trái cây nhỏ xuống nữa sẽ thu được nước trái cây lên men có mùi rượu. Cái này mới gọi là rượu khỉ. Từ xưa rượu khỉ đã được ghi trong sách sử. Cao Dụ, một học giả Đông Hán từng chú thích dưới câu những điều biết và chưa biết về tinh tinh trong cuốn Phiếm Luận của Hoài Nam Tử như sau: tinh tinh. Thích rượu, con người ủ rượu uống thỏa thích, không biết rằng thú cũng tự ủ rượu. Bây giờ ngẫm lại thì thấy không chỉ con người biết ủ rượu, mà hình như trong thế giới động vật cũng có khỉ biết ủ rượu. Cách ủ rượu của chúng là chất đống các loại quả dại ở một chỗ, cộng thêm môi trường đặc biệt trong hang động làm cho quả dại lên men, từ đó rượu khỉ trong truyền thuyết ra đời. Dương Bách Xuyên nghĩ tới những điều này, hai mắt bắt đầu sáng lập lòe, không ngờ hôm nay mình lại may mắn như vậy. Theo ghi chép, rượu khỉ không chỉ là rượu mà còn rất tốt cho cơ thể con người. Anh liếc mắt nhìn thì thấy trong hang dung nham thiên nhiên có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, hơn nữa ở phía nam còn có bàn đá. Khi nhìn sang phía tây, Dương Bách Xuyên bỗng giật nảy mình, bởi vì anh nhìn thấy một bộ xương khô ngồi ngay ngắn, trên người mặc một bộ quần áo kiểu cổ không hề mục nát. Rõ ràng là bộ xương này đang ở tư thế tĩnh tọa, giống hệt lúc anh tĩnh tọa tu luyện. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ lẽ nào đây là một động phủ tu luyện. Có lẽ người này là người tu chân thời xưa. Nói cách khác, hang động này là di tích nền văn minh tu chân cổ. Sau khi sư phụ Vân Thiên Tà nhìn thấy xương giao long dưới đáy hồ tiên nữ, ông từng nói có lẽ trên trái đất có di tích tu chân. Bây giờ nhìn thấy bộ xương trong tư thế tĩnh tọa này, Dương Bách Xuyên lập tức cho rằng hang động này chính là di tích nền văn minh tu chân cổ. So với sức hấp dẫn của rượu khỉ thì Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy hứng thú với bộ xương này hơn. Bởi vì người tu chân xuất hiện trên trái đất là chuyện hiếm, đương nhiên việc coi bộ xương khô thành người tu chân chỉ là suy nghĩ trong lòng anh mà thôi, có thể đó là võ giả cũng không chừng. Con trồn hương hương tham ăn dẫn đầu chạy băng băng đến hồ rượu khỉ rồi nhoài ra bờ hồ, cái đầu nhỏ ngụp vào trong rượu khỉ. Lần này nó chọc cho vua khỉ lông vàng trong tay Dương Bách Xuyên phát ra tiếng kêu két két quái dị, bầy khỉ phía sau cũng kêu theo, như thể đang tố cáo con trồn uống trộm rượu khỉ của chúng nó. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, véo cổ vua khỉ lông vàng làm nó bị đau phải ngậm miệng. Một đám khỉ phía sau cũng yên tĩnh, vẫn giữ khoảng cách với Dương Bách Xuyên, trơ mắt nhìn con trồn uống rượu bên bờ hồ. Dương Bách Xuyên biết con trồn tham ăn nên cũng mặc kệ nó. Dù sao cũng có cả một hồ rượu khỉ, nó không uống hết được. Anh dứt khoát đi đến trước bộ xương quan sát. Bộ xương ngồi trên giường đá. Trên người chỉ có một bộ quần áo màu vàng ánh tím kiểu cổ không bị mục nát, ngoài ra không còn thứ gì khác. Dương Bách Xuyên lễ phép khom người vái ba lạy. Nào ngờ sau khi anh vái xong, bộ xương này bỗng vỡ vụn. Biến cố bất ngờ xảy ra làm Dương Bách Xuyên giật mình, vội vàng chắp hai tay trước ngực khấn, xin tiền bối đừng trách tội, con cũng chỉ vô tình đi nhầm vào bảo địa. Xin đừng trách con, đừng trách con. Anh khấn một tràng rồi mới đứng dậy. Nhưng ngay sau đó anh trông thấy trên giường có một dòng chữ. Anh đi đến thổi sạch bụi, trên đó viết một dòng chữ phồn thể, người có duyên có thể xem ngọc giản, ta tặng cơ duyên bên trong. Ngọc giản, đó là cái quỷ gì? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, lẩm bẩm một mình. Anh vừa dứt lời, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lập tức vang lên trong đầu, con đúng là đồ lười biếng. Ngọc giản là công cụ người tu chân dùng để ghi chép các loại thông tin. Giống như sách của người bình thường. Vi sư bảo con học thuộc những điển tịch và ghi chép liên quan đến tu chân nhưng con không đọc, nếu con đọc thì làm gì có chuyện đến ngọc giản cũng không biết. Thật mất mặt. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy, hiếm thấy mặt đỏ bừng lên, nhưng anh vẫn cãi cố, lão già chết tiệt, đống điển tịch hỗn tạp đó có phải công pháp tu luyện đâu, nó cũng chẳng quan trọng. Con chỉ chọn đọc những thứ có ích thôi biết không, đúng là anh không đọc hết các cuốn điển tịch sư phụ truyền lại. Thằng nhóc thúi còn cãi bướng hả? Vi sư nói cho con biết, lăn lộn ở tại tu chân giới thì kiến thức là quan trọng nhất. Ví dụ như hôm nay đến ngọc giản con cũng chẳng biết, nếu đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ bị người ta cười rụng răng sao? Hơn nữa,
tất cả chi chép trong bách khoa toàn thư tu chân mà vi sư đưa cho con đều viết về những thứ liên quan đến tu chân, giúp con mở mang kiến thức. Chẳng hạn như bây giờ, con biết được bao nhiêu loài thực vật mọc trong hang dung nham này. Ta nói cho con biết tất cả thực vật ở đây đều là linh dược. Nếu con đã học thuộc điển tịch bách khoa toàn thư tu chân thì liếc mắt một cái là có thể nhận ra những linh dược này, đồng thời biết được thuộc tính và công dụng của chúng. Hãy nhớ là ở tu chân giới, đôi khi kiến thức có thể cứu mạng. Thế giới rộng lớn có rất nhiều điều mới lạ, nhất là những thứ kỳ lạ ở tu chân giới nhiều không kể xiết. Có lúc con vô tình phát hiện thấy một con côn trùng nhỏ, nếu không biết nó thì con chẳng những không tránh né mà ngược lại còn đến gần. Nhưng khi con đến gần, con côn trùng đó sẽ lấy mạng con. Thậm chí thực vật cũng giết người trong vô hình, nhưng con không nhận ra, thế là bất chi bất giác chết cả trăm lần. Nếu như con có vốn tri thức khổng lồ thì hoàn toàn có thể tránh né những tai nạn này. Con nói xem điển tịch bách khoa toàn thư tu chân có vô dụng không? Dương Bách Xuyên bị sư phụ cao giọng của trách từng câu mà không phản bác được, trong lòng rất hổ thẹn. Anh biết những lời sư phụ nói đều đúng, kiến thức thật sự rất quan trọng. Nghĩ tới đây, anh cười ha ha nói, lão già đừng giận, con biết lỗi rồi, dạo nữa con nhất định sẽ học thuộc nội dung bách khoa toàn thư tu chân, khắc ghi trong đầu. Sau này con tuyệt đối sẽ không làm người mất mặt. Có lỗi thì nhận lỗi và sửa ngay, về điểm này thì con rất giống vi sư. Tốt lắm, Vân Thiên Tà hài lòng. Dương Bách Xuyên nói tiếp, sư phụ, hai dòng chữ này bảo con xem ngọc giản, nhưng ngoài bộ xương khô này ra làm gì có ngọc giản. Ngọc giản làm bằng ngọc, là một khối ngọc vuông vức rất nhỏ. Con tìm trên bộ xương này đi, con bái lại người ta mới vỡ vụn, đây là một dấu hiệu. Vân Thiên Tà thong thả cất lời. Dương Bách Xuyên nhìn xương cốt vỡ vụn, quả nhiên phát hiện thấy dưới bộ xương có một khối ngọc màu trắng ngà hình chữ nhật dài 10cm, dày 10cm. Lúc này, anh nghe thấy sư phụ nói, tập trung tinh thần lên ngọc giản, sau đó vận chuyển chân khí là con có thể xem nội dung bên trong. Nghe vậy Dương Bách Xuyên tập trung tinh lực nhìn ngọc giản, thật ra chính là sức mạnh tinh thần. Trong truyền thừa tu chân có nói tu vi càng mạnh thì sức mạnh tinh thần càng mạnh, cuối cùng sẽ biến thành linh thức. Theo lý thuyết thì anh cần tu luyện tới tu vi trúc cơ kỳ trở lên mới có thể có linh thức. Một số người tu chân có linh thức mạnh mẽ có thể dùng để tấn công và thao túng tư tưởng của người khác, rất ghê gớm. Nói chung là ở tu chân giới, những người như luyện đan sư, luyện khí sư thường có sức mạnh tinh thần, hay nói đúng hơn là linh thức mạnh hơn người tu chân bình thường rất nhiều. Bởi vì con đường mà bọn họ tu luyện phải khống chế rất nhiều thứ, không có linh thức mạnh thì sẽ hao tổn tinh thần. Dương Bách Xuyên tập trung sức mạnh tinh thần, sau đó chuyển chân khí lên ngọc giản. Đột nhiên anh cảm thấy mình bị một sức mạnh kéo vào. Tiếp đó anh xuất hiện trong một thế giới mông lung, trước mặt có một người trung niên tứ tuần mặc đồ đạo sĩ, trông khá đẹp trai. Dương Bách Xuyên chưa kịp nói gì, người trung niên đã lên tiếng, hỡi người có duyên, cậu đã mở ngọc giản và đến thế giới ý thức, chứng tỏ ta đã qua đời. Ta biết lúc này cậu có điều nghi vấn. Nhưng hãy nghe ta nói hết. Ta không phải nguyên thần, cũng không phải người thật, ta chỉ lưu lại một đoạn ký ức trong ngọc giản mà thôi. Ta tên Tư Không Nguyên, là một luyện đan sư từ Sơn Hải giới đến thế giới bên ngoài, tức là thế giới mà các cậu đang sống. Mục đích là tìm một số nguyên liệu luyện đan để cứu người ta yêu, bởi vì nàng ấy bị trúng kịch độc. Nhưng tiếc là đến cuối cùng ta vẫn không tìm được, ngược lại còn bị kẻ thù bên ngoài đuổi giết. Cuối cùng ta chạy trốn đến hang động này. Thu phục được hai con khỉ chăm nom cuộc sống sinh hoạt, nhưng vẫn khó thoát khỏi vận mệnh viên tịch. Hỡi người có duyên, tuy ta không biết cậu là ai, nhưng chúng ta gặp nhau tức là có duyên, ta tặng cậu một bộ công pháp tu luyện sức mạnh tinh thần, cùng với ba công thức luyện đan và một ít linh thạch. Ta chỉ mong nếu như sau này cậu đi Sơn Hải giới thì hãy tới thần cung băng tuyết thay ta chuyển lời đến cô nương Hạ Thiên. Nói rằng Tư Không Nguyên ta vô dụng, hy vọng kiếp sau có thể bù đắp cho nàng ấy. Dặn nàng ấy hãy sống thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Nói cho nàng ấy biết ta có lỗi với mẫu thân của nàng ấy. Sau khi Tư Không Nguyên nói xong, hình chiếu ký ức của hắn lập tức hóa thành từng đốm sáng. Dương Bách Xuyên cũng ra khỏi thế giới biển ý thức, thật ra thế giới mà anh vừa tiến vào chính là biển ý thức của mình. Ngay sau đó, đầu anh bỗng căng đau, chữ viết chằng chịt hiện ra trong đầu. Đó chính là kinh nguyên thần công pháp tu luyện sức mạnh tinh thần mà Tư Không Nguyên tặng anh.
Chốc lát sau Dương Bách Xuyên đã học xong kinh nguyên thần, vui như mở cờ trong bụng. Thật không ngờ kinh nguyên thần mà Tư Không Nguyên tặng anh có thể tu luyện từ luyện khí kỳ, là công pháp chuyên tu luyện sức mạnh tinh thần, hay nói đúng hơn là linh thức. Không chỉ thế, kinh nguyên thần có tổng cộng 9 tầng, mỗi khi tu luyện đến một tầng là có thể sử dụng một loại thuật pháp sức mạnh tinh thần. Có tất cả 9 thuật pháp bao gồm các phương pháp tấn công, phòng thủ, khống chế. Thật sự là cực kỳ lợi hại. Đương nhiên anh cũng biết công pháp chuyên tu luyện sức mạnh tinh thần rất khó tu luyện. Ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà siêu đỉnh của anh cũng không có công pháp chuyên tu luyện sức mạnh tinh thần, ông nói là ở tu chân giới chưa từng xuất hiện công pháp tu luyện dành cho sức mạnh tinh thần. Điều này chứng tỏ kinh nguyên thần rất quý giá. Sau đó, Dương Bách Xuyên di chuyển bộ xương, tức là hài cốt của Tư Không Nguyên sang chỗ khác rồi đập một phát xuống giường đá. Rầm. Giường đá lập tức vỡ đôi, bên trong lộ ra một hộp gỗ dài hơn một thước. Đây là tài sản mà Tư Không Nguyên để lại cho anh. Theo lời Tư Không Nguyên nói thì trong hộp gỗ có 3 công thức luyện đan, còn có linh thạch gì đó lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy, và một món tín vật để sau này đi thần cung băng tuyết. Anh mở hộp gỗ ra, quả nhiên bên trong có 3 công thức luyện đan. Công thức luyện đan thứ nhất viết 3 chữ đan bồi nguyên khiến Dương Bách Xuyên rất bất ngờ. Trong giới võ cổ có người cố ý tung tin anh có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên. Vậy mà bây giờ anh thật sự lấy được công thức luyện đan bồi nguyên. Mặc dù công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên và công thức luyện đan bồi nguyên nghe na ná nhau, nhưng Dương Bách Xuyên có thể đoán được có lẽ công thức luyện đan bồi nguyên mà Tư Không Nguyên để lại mới là công thức luyện đan chính tông nhất. Chắc hẳn công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên lưu truyền trong giới võ cổ và Tư Không Nguyên có mối liên quan nào đó nhỉ? Suy cho cùng, theo như lời kể của Tư Không Nguyên thì 800 năm trước hắn từ Sơn Hải giới gì đó ra bên ngoài. Gặp phải kẻ thù cũng đến từ Sơn Hải giới. Phải chăng trong chuyện này có liên quan tới giới võ cổ thời nay? Dương Bách Xuyên cho rằng hẳn là có liên quan, nói không chừng đan tiểu bồi nguyên trong giới võ cổ chính là phiên bản đơn giản không hoàn chỉnh của đan bồi nguyên trong tay Tư Không Nguyên. Có tờ công thức luyện đan bồi nguyên đầu tiên, Dương Bách Xuyên cũng vững lòng hơn. Nếu không, rõ ràng là anh không có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên nhưng người khác lại tưởng anh có. Còn muốn đuổi giết anh cướp công thức điều chế, thế thì quá lỗ. Sau đó anh đọc công hiệu của đan bồi nguyên thì phát hiện nó chỉ là một loại đan dược dùng cho người tu chân cấp bậc luyện khí kỳ, anh lấy bừa một loại công thức luyện đan ra cũng tốt hơn công thức điều chế đan bồi nguyên của Tư Không Nguyên. Tuy nhiên, công thức luyện đan bồi nguyên này của Tư Không Nguyên cũng chỗ tốt, đó là có thể tìm được linh dược điều chế trên trái đất. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, đây là một công thức luyện đan thực dụng. Công thức luyện đan thứ hai có tên đan tôi thể, là một loại công thức luyện đan dùng để rèn luyện cơ thể và hồn phách, cũng phù hợp với người tu chân có tu vi luyện khí kỳ. Sau khi đọc xong, Dương Bách Xuyên nảy ra một ý, nếu như đan dược này được điều chế ra thì chính là đồ tốt đối với võ cổ giả, bởi vì người luyện võ chú trọng rèn luyện thân thể. Anh nghĩ rằng mình có thể điều chế ra, sau đó dùng nó để chiêu mộ võ cổ giả gia nhập thế lực của mình. Anh tin rằng một khi đan tôi thể xuất hiện, nhất định sẽ trở thành vật báu vô giá đối với võ cổ giả khiếm khuyết truyền thừa nghiêm trọng, là công cụ thích hợp nhất để chiêu mộ dụ dỗ đám cu ly, đàn em. Linh dược cần thiết để điều chế đan tôi thể cũng có thể tìm được trên trái đất. Dương Bách Xuyên mở công thức luyện đan thứ ba ra, tức thì sắc mặt đỏ bừng. Đối với anh mà nói, đây là công thức luyện đan bổ thận tráng dương có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bởi vì công thức luyện đan này tên là đan tinh long. Nói trắng ra là đan dược tăng cường sinh lý nam giới. Trên đó ghi chú đây là đan dược dùng cho người tu chân tu luyện công pháp song tu. Dương Bách Xuyên cảm thấy mình không cần loại đan dược này, nhưng ngẫm lại thì có thể kiếm tiền, hơn nữa nó còn là đan dược tuyệt vời đấy. Điều quan trọng là linh dược luyện chế đan tinh long có yêu cầu cực thấp, có thể nói là chi phí rẻ bèo. Nếu anh luyện chế ra rồi bán cho những thương nhân giàu có cần nó, thì chắc chắn có thể kiếm bồn đầy bát. Mặc dù công thức điều chế rượu cố nguyên mà anh đưa cho Lưu Tích Kỳ cũng có công hiệu tăng cường sinh lý nam giới, nhưng không phải công hiệu chính. Công hiệu chính của rượu cố nguyên là bổ sung khí huyết cho cơ thể, có thể nói là rượu thuốc đông y. Còn đan tinh long thì chuyên nhằm vào năng lực trên phương diện nào đó của đàn ông, thế nên Dương Bách Xuyên cho rằng dùng để kiếm tiền là tốt nhất. Tư Không Nguyên là luyện đan sư ở Sơn Hải giới gì đó, vậy mà chỉ cho 3 công thức luyện đan dành cho tu vi luyện khí kỳ.
Dương Bách Xuyên cảm thấy hắn quá keo kiệt. Anh bày tỏ suy nghĩ của mình với sư phụ nhưng lại bị sư phụ Vân Thiên Tà mắng, thằng nhóc thúi, con tưởng công thức luyện đan và luyện đan sư là cải trắng chắc. Nói thật cho con biết nhé, ở thế giới tu chân rộng lớn, công thức luyện đan là đồ hiếm và luyện đan sư là nghề hiếm đấy. Chắc hẳn Tư Không Nguyên là luyện đan sư của tiểu thế giới này, có được 3 công thức luyện đan đã là tốt lắm rồi. Con đừng tưởng vi sư truyền lại cho con hàng trăm hàng ngàn công thức luyện đan thì cho rằng công thức luyện đan là cải trắng. Con phải biết rằng vi sư là tán tiên thập nhị kiếp, những công thức luyện đan vi sư truyền lại cho con là kho tàng mà vi sư sưu tập suốt mấy vạn năm, trong quá trình đó mấy vương triều tu chân đã diệt vong, mấy chục tông môn luyện đan đã sụp đổ, vi sư mới tích góp được những công thức luyện đan kia. Vì vậy con phải biết đủ, sau này chăm chỉ tu luyện và đối xử với vi sư tốt một chút, sớm ngày đưa vi sư về tu chân giới biết không? Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói mà đổ mồ hôi trong lòng, nhưng anh cũng hiểu mình rất may mắn khi gặp được vị sư phụ lợi hại như vậy. Anh chỉ có thể luôn miệng đảm bảo với sư phụ là mình nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, dỗ dành ông vui vẻ hồi lâu. Sau đó, Dương Bách Xuyên mới hỏi, sư phụ, người có biết Sơn Hải giới không? Không biết, tu chân giới vô cùng rộng lớn, cũng cực kỳ huyền diệu. Nói thẳng ra thì thế giới này của các con chỉ là một tinh cầu nhỏ bé nằm trong tu chân giới bao la. Mà thường thì trên tinh cầu đều ẩn giấu tiểu thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới. Ta đoán tên Tư Không Nguyên kia đến từ một tiểu thiên nào đó thuộc tinh cầu này của các con, hoặc là người của đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới còn gọi là tam thiên đại thiên thế giới do 3000 thế giới hợp thành. Theo đó thì, 1000 tiểu thế giới hợp lại thành một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới hợp lại thành một trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới hợp lại thành một đại thiên thế giới. Ôi dào, bây giờ con mới là tay mơ luyện khí kỳ tầng 2, biết những thứ này chẳng có lợi ích gì với con cả, thậm chí chỉ là thần thoại trong mắt con. Vi sư cảm thấy Tư Không Nguyên là người tu chân kim đan kỳ, cao hơn tu vi của con không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể ra vào đại thiên tiểu thiên hoặc là thế giới bí cảnh, nhưng con không thể. Vì vậy con đừng nghĩ nhiều nữa, sau này có cơ duyên thì con thực hiện việc hắn giao phó cũng không muộn, không có cơ duyên thì đành chịu thôi, ai bảo hắn không nói cho con biết Sơn Hải giới ở đâu chứ. Suy cho cùng cũng là do hắn hồ đồ không phải sao. Vân Thiên Tà hờ hững nói, liên tục nhắc nhở Dương Bách Xuyên phải chăm chỉ tu luyện, đừng để ý đến chuyện khác. Lão già chết tiệt, con đã nhận đồ của người ta, nếu không giúp người ta thì không tốt lắm đâu. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói. Con đúng là ngoan cố. Vậy con nói cho ta biết Sơn Hải giới ở đâu. Con có biết không, có thời gian rảnh rỗi thì thà con tu luyện còn hơn, đến khi tu vi cao ắt sẽ chạm đến một số bí mật. Vân Thiên Tà chất vấn Dương Bách Xuyên. Hích, hình như người nói có lý. Thôi vậy, con không nghĩ nữa, đến lúc đó rồi tính tiếp. Dương Bách Xuyên gật đầu đáp lời. Sau đó anh tiếp tục xem hộp gỗ. Phát hiện có một tấm lệnh phải không phải ngọc cũng chẳng phải sắt và một chiếc châm ngọc tinh xảo, chắc là bằng chứng mà Tư Không Nguyên bảo anh sau này đi Sơn Hải giới thì đến thần cung băng tuyết tìm cô nương Hạ Thiền. Ngoài ra, trong hộp còn có 3 hòn ngọc hình thoi, 2 hòn to bằng nắm tay trẻ con, 1 hòn to bằng quả óc chó, thoạt nhìn giống ngọc nhưng trong suốt lấp lánh, bên trong có ánh sáng lấp lóe. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cảm thấy trong đó có sóng linh khí mạnh mẽ tràn trề. Anh nhớ ra Tư Không Nguyên trong hình chiếu nói là có 3 viên linh thạch, chắc là nó. Anh cầm một viên nhỏ nhất lên, đang định hỏi sư phụ linh thạch là thứ gì thì cánh tay trái bất chợt run lên, hình vẽ bình càn khôn bỗng nóng rực rồi phát ra ánh sáng. Đột nhiên viên linh thạch trên tay trái anh tỏa ra một luồng linh khí mạnh mẽ, linh khí men theo cánh tay chui vào bình càn khôn. Dương Bách Xuyên giật mình, rõ ràng linh thạch chứa linh khí mạnh mẽ là đồ tốt. Nhưng linh khí dồi dào đã bị bình càn khôn hút mất. Anh còn tưởng là sư phụ ở bên trong bình càn khôn đang giở trò, lập tức mắng to, lão già chết tiệt, đồ của đồ đệ mà cũng cướp, người có biết xấu hổ không hả? Sau khi Dương Bách Xuyên mắng xong, bầu không khí trở nên yên tĩnh vài giây, sau đó sư phụ Vân Thiên Tà nổi giận đùng đùng hét to, thằng nhóc khốn khiếp kia, mẹ kiếp phi sư là tàn hồn nguyên thần. Con có cho ta tiên thạch ta cũng không hấp thu được chứ huống chi là một viên linh thạch còn con. Là bình càn khôn tự ý hấp thu linh khí trong linh thạch. Lần sau chưa hiểu rõ tình hình thì đừng có láo xược đổ oan cho vi sư. Ta,
Ta, sao ta lại thu nhận một đứa đệ tử ngu ngốc như con chứ? Bản tôn tức chết mất thôi. Dương Bách Xuyên bị sư phụ mắng một trận mới biết mình càn khôn tự ý hấp thu linh khí trong linh thạch, là anh trách nhầm sư phụ. Anh rất áy náy, lúng túng nói hít, sư phụ đừng giận, chẳng phải tại con không biết sao. Con xin lỗi người, hì hì. Bùm, anh vừa dứt lời, linh thạch trong tay bỗng nổ tung, hóa thành bột phấn. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ bên trong bình càn khôn xảy ra biến hóa. Anh và bình càn khôn đã hòa thành một thể nên có sự liên kết vô hình. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thay đổi bên trong bình càn khôn. Không gian bình càn khôn vốn chỉ rộng khoảng 10 mét vuông. Bên trong, Dương Bách Xuyên trồng dược liệu đông y và cây hồng thơm mà con chồn thích ăn. Ngoài ra anh còn cất một ít dược liệu và đồ dùng hàng ngày, thế là không gian đã chật kín. Lúc này, trong ý niệm anh nhìn thấy không gian bình càn khôn đã lên tới 30 mét vuông, thoáng cái đã tăng thêm 20 mét vuông. Hơn nữa còn có hai sự thay đổi lớn. Một là trong bình càn khôn xuất hiện một hồ nước, hồ không lớn lắm, đường kính 6 mét, sâu 1 mét, nước hồ rất trong. Hai là cây hồng thơm anh trồng lại nở hoa, dược liệu đông y cũng phát triển tươi tốt. Không gian xung quanh bình càn khôn vẫn mờ mịt như trước. Nhưng nó xảy ra biến hóa vẫn khiến Dương Bách Xuyên vui mừng. Không ngờ bình càn khôn lại thăng cấp sau khi tự ý hấp thu linh khí của một viên linh thạch. Đất rộng hơn vừa hay có thể chuyển một số linh dược trong sơn cốc nhỏ vào đây trồng. Còn nữa, khi hồ nước xuất hiện, điều đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ tới là đến hồ tiên nữ bắt mấy con cá rồng thả vào nuôi. Dương Bách Xuyên đã cẩn thận suy nghĩ về cá rồng ở hồ tiên nữ. Có lẽ nó là một loài cá rồng biến dị. Kích cỡ to chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là bộ xương giao long dưới đáy hồ tiên nữ đã hòa tan nơi đáy nước, chắc chắn đã làm biến đổi chất lượng nước. Mà cá rồng nhận được lợi ích lớn nhất, chẳng khác nào nó dùng máu thịt giao long dẫn đến biến dị. Dương Bách Xuyên bỏ đan tạo hóa sinh cơ vào súp cá rồng cho bà nội và em gái ăn, hiệu quả vượt xa dự đoán của anh. Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy thịt cá rồng cũng có tác dụng. Còn nữa, gia đình Viên Kim Phượng cũng ăn thịt cá rồng, hiệu quả cực tốt. Vì lẽ đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy cá rồng ở hồ tiên nữ có thể gọi là linh vật, anh phải đi bắt mấy con nuôi trong hồ ở không gian bình càn khôn, nếu không thì thật có lỗi với sự thay đổi của không gian bình càn khôn sau khi thăng cấp. Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng, đó là bình càn khôn có thể tiếp nhận vật sống hay không. Trước đây sư phụ Vân Thiên Tà từng nói mọi không gian chứa đồ chỉ có thể thu vật chết, không thu vật sống. Nghĩ tới đây, anh bèn hỏi sư phụ, không gian bình càn khôn có thể thu động vật vào trong không? Vi sư cũng không biết, hay là con thử xem, bình càn khôn quá thần bí, mặc dù vi sư ở trong này nhưng cũng không rõ tình hình bên trong bình càn khôn. Tuy nhiên, bình càn khôn là đồ năm xưa vi sư đoạt được ở nơi tuyệt thế nào đó thuộc tu chân giới, thần bí lạ thường, nói không chừng nó có thể thu động vật đấy. Con thử với con khỉ trong tay chẳng phải sẽ biết ư? Ôi trời, ta bảo này, con có thể nhẹ tay một chút không? Con nhìn xem con khỉ này sắp bị con bóp chết rồi. Ta nói cho con biết, con khỉ này rất thông minh, bỏ xa lũ khỉ hoang ở cửa hang, huyết mạch chẳng kém chồn của con. Con bắt nó về đi. Vân Thiên Tà dở giọng ngang ngược dặn dò. Ồ, nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên sửng sốt nhìn vua khỉ lông vàng trong tay phải mình. Nãy giờ anh cứ bóp cổ nó không thả, làm nó ngất xỉu lúc nào chẳng hay. Bây giờ nghe sư phụ nói vua khỉ lông vàng cũng là loài linh vật giống con chồn, anh hờ hững nói chết một con khỉ mà thôi. Sư phụ ơi con hỏi này, sao con gì người cũng nói là linh vật thế? Cả con chồn lẫn con khỉ này, con đều thấy chúng chỉ thông minh hơn động vật bình thường một chút thôi, đâu phải linh thú được nhắc đến trong điển tịch tu chân. Con bắt mấy con thú này chẳng khác gì tìm tổ tông cho mình. Thằng nhóc thúi, ở tu chân giới nuôi linh thú cần bí pháp, trong bách khoa toàn thư tu chân mà vi sư đưa cho con có phần giới thiệu cách nuôi linh thú thế nào, con chỉ nuôi nó như thú cưng thì dù nuôi 100 năm cũng không thành linh thú. Con không thể chăm chỉ đọc những kiến thức tu chân kia được sao? Hiện tại con chồn của con và con khỉ này vẫn chưa mở linh trí, tất nhiên là chúng chỉ tốt hơn động vật bình thường một chút mà thôi. Con phải mở linh trí cho chúng hiểu không? Vân Thiên Tà hét lên với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên lúng túng nói hích, về sau con sẽ đọc chăm chỉ,
lúc trước chẳng phải là vì con không có thời gian sao? Lão già kia, mở linh trí là gì? Con phải làm thế nào mới có thể nuôi con trồn, và cả con khỉ này thành linh thú? Còn nữa, rốt cuộc linh thú có lợi gì cho con? Ta thật sự, mà thôi, hôm nay ta sẽ từ từ giảng giải cho con kẻo con lại làm ta mất mặt. Nhớ là sau này nhất định phải đọc hết điển tịch bách khoa toàn thư tu chân kia cho ta. Vân Thiên Tà bó tay với Dương Bách Xuyên. Hi hi, sư phụ anh minh, sau này con nhất định sẽ đọc. Dương Bách Xuyên nịnh nọt. Sau đó, anh nghe thấy sư phụ nói, mở linh trí tức là linh thú có linh căn mở mang linh trí. Đương nhiên không phải tất cả động vật đều có linh căn. Vi sư cảm nhận được chồn của con và con khỉ này có huyết mạch rất tốt. Sao con lại không cảm nhận được? Sư phụ, người cũng dạy con bản lĩnh này đi, sau này con sẽ không làm phiền người phân biệt linh thú nữa, nếu gặp được thì con sẽ tự bắt. Dương Bách Xuyên không nhịn được ngắt lời sư phụ. Thằng nhóc thúi đừng nói leo, muốn phân biệt linh thú có linh căn hay không thì cần phải có tu vi và khả năng quan sát. Sau này tu vi cao rồi, con ắt sẽ phân biệt được. Con còn nói leo nữa là ta không giảng nữa đâu. Vân Thiên Tà không vui. Vâng vâng vâng, người tiếp tục đi, con không nói nữa. Dương Bách Xuyên cười ngượng ngập. Nói chung là mở linh trí có hai tình huống. Một là động vật có huyết mạch linh căn vô tình sử dụng thiên tài địa bảo sẽ mở linh trí, nhưng tình huống này rất hiếm gặp. Thường thì người tu chân nuôi linh thú đều dùng đan linh thú và tinh huyết để thúc đẩy động vật mở linh trí. Sau này con luyện chế một lò đan linh thú, lúc luyện chế nhớ cho thêm máu của con vào, sau đó cho con trồn và con khỉ uống là có thể giúp chúng mở linh trí. Có linh trí tức là có trí tuệ, hơn nữa chúng đã uống máu của con thì có thể nghe hiểu con nói chuyện, do đó cũng nghe hiểu mệnh lệnh của con. Đương nhiên nuôi bằng tinh huyết cần kiên trì một thời gian dài, tốt nhất là mỗi tháng cho linh thú uống tinh huyết một lần. Linh thú uống càng nhiều tinh huyết thì càng trung thành với chủ nhân, cộng thêm chú liên kết ràng buộc, nó sẽ mãi mãi trung thành với chủ nhân. Hơi lan man rồi, quay về chủ đề chính thôi. Sau khi có linh trí, động vật được coi là thoát khỏi cấp bậc thú hoang, miễn cưỡng có thể xem là linh thú. Nhưng linh thú mới chỉ là bắt đầu, muốn linh thú mang lại sự hỗ trợ lớn cho con thì phải biến nó thành linh thú đồng hành mạnh mẽ, con cần thăng cấp huyết mạch cho linh thú. Thăng cấp huyết mạch rất đơn giản, con chỉ cần cho linh thú dùng thiên tài địa bảo chứa linh khí trời đất để linh thú tiến hóa là được. Mỗi một lần tiến hóa, thực lực của linh thú sẽ mạnh hơn một phần, thậm chí có thể kích phát sức mạnh huyết mạch. Ví dụ như con khỉ trong tay con, nếu vi sư không nhìn nhầm thì chắc hẳn trong cơ thể nó có huyết mạch lục nhĩ di hầu một trong tứ linh hầu hỗn thế. Truyền thuyết kể rằng trong khắp vòm trời có tứ hầu hỗn thế là dị chủng hồng hoang, mỗi loài đều thần thông quảng đại, có bản lĩnh khác nhau khiến người ta khâm phục. Thứ nhất là linh minh thạch hầu giỏi biến hóa, biết thiên thời địa lợi, đổi vật rời sao. Thứ hai là xích khao mã hầu, hiểu âm dương, tinh nhân sự, giỏi xuất nhập, thoát chết sống lâu. Thứ ba là thông tí viên hầu cầm nắm cả mặt trời mặt trăng, thu nhỏ cả nghìn núi, phân biệt được giữ lành, đùa cợt cả trời đất. Thứ tư là lục nhĩ di hầu xét thông lý lẽ, biết việc sau trước, muôn việc sáng thông, có thể thiên biến vạn hóa. Trên thực tế, loài khỉ này có thể sánh với thần thú cổ như thần long, kỳ lân, phượng hoàng. Hiện giờ vi sư ngày càng tò mò về tiểu thế giới này của con. Thật không ngờ con khỉ trong tay con lại có huyết mạch lục nhĩ di hầu, đúng là hiếm thấy. Ở tu chân giới chỗ sư phụ, hậu duệ của dị chủng hồng hoang mạnh như thế đã biến mất mấy vạn năm rồi, vậy mà lại thấy nó ở tiểu thế giới này của con. Lạ quá, lạ quá. Còn con trồn kia nữa, nó cũng là hậu duệ của dị chủng có huyết mạch hùng mạnh, hình như là linh thú đời sau của thần thú phi thiên thần điêu. Nếu sau này huyết mạch có thể tiến hóa thì nó sẽ mọc chín đôi cánh, vỗ cánh bay vạn dặm. Phi thiên thần điêu có hai sức mạnh bẩm sinh lợi hại nhất. Một là bay ngang côn bằng, hai là bản lĩnh quý giá nhất tìm bảo vật. Bây giờ xem ra thiên phú tìm bảo vật của con trồn này đã bắt đầu lộ ra chút đỉnh. Sau này con hãy đối xử tốt với nó, có lẽ nó là trợ lực mạnh nhất trên con đường tu hành của con. Đương nhiên huyết mạch linh thú tiến hóa. Hay nói cách khác là hai linh thú này có thể phản tổ hay không còn dựa vào thiên tài địa bảo mà con cho chúng ăn, ví dụ như cho chúng uống đan dược các thứ. Tuy nhiên cũng phải xem vận may của chúng. Tóm lại là vi sư cảm thấy con nên nuôi dưỡng hai linh thú này cẩn thận,
biết đâu một trong hai con có thể tiến hóa sức mạnh huyết mạnh thì đó chính là sự báo đáp lớn lao dành cho con. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ giảng giải về linh thú, hai mắt sáng lập lòe. Anh nhìn vua khỉ lông vàng bị mình bóp ngất xỉu và con trồn hương hương vẫn nằm nhoài trên bờ hồ rượu khỉ uống say sưa, không kìm được nuốt nước miếng. Kế hoạch nuôi linh thú vô cùng kiên định đã mọc rễ nảy mầm trong lòng Dương Bách Xuyên. Sau khi nói chuyện với sư phụ xong, Dương Bách Xuyên tập trung tinh lực lên người vua khỉ lông vàng, thử xem rốt cuộc không gian bình càn khôn có thể thu vật sống vào trong hay không. Một giây sau, anh cảm thấy bên trong bình càn khôn nổi sóng dao động. Vua khỉ lông vàng trong tay lập tức biến mất. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, anh cảm nhận rõ vua khỉ lông vàng xuất hiện trong không gian bình càn khôn. Thành công rồi, ha ha. Anh mừng như nhặt được vàng, không nhịn được cười khúc khích. Nhưng đúng lúc này, bầy khỉ canh chừng ở cửa hang bắt đầu kêu két két. Bởi vì chúng nó nhìn thấy Dương Bách Xuyên làm vua khỉ của mình biến mất. Dương Bách Xuyên không lo lắng về đám khỉ bình thường này. Anh nhặt hai hòn đá dưới đất lên ném vào bầy khỉ, đánh ngất hai con khỉ già khá to lớn trong bầy. Anh không muốn đánh chết chúng, dù sao đó cũng là sinh mạng. Hơn nữa khó khăn lắm vùng núi quê anh mới xuất hiện một bầy khỉ, không thể đánh chết được, anh chỉ đánh ngất hai con để dọa bầy khỉ, tạm thời đuổi chúng đi, miễn cho chúng ầm ĩ làm anh bực mình. Quả nhiên vua khỉ biến mất, lại thêm hai con già nhất đàn ngất xỉu đã dọa bầy khỉ sợ hãi, hú hét chạy tứ tán ngay lập tức. Sau khi đàn khỉ chạy ra ngoài, cuối cùng tai Dương Bách Xuyên cũng được yên tĩnh. Tiếp đó, anh đào một cái hố to ở một góc trong hang động rồi chôn hài cốt của Tư Không Nguyên vào đó, lập một ngôi mộ cho đối phương. Dù sao hôm nay anh cũng nhận được nhiều đồ tốt từ Tư Không Nguyên, không thể để hài cốt của hắn rơi vãi đầy đất được. Nhưng lúc anh chôn cất Tư Không Nguyên, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên lần nữa, đồ đệ ngu ngốc, con giữ lại bộ quần áo này đi. Tuy chỉ là linh khí hạ phẩm nhưng đối với con mà nói, nó cũng được xem là bảo y linh khí. Lần này sư phụ Vân Thiên Tà không đợi Dương Bách Xuyên hỏi bảo y linh khí hạ phẩm là cái gì, dường như ông biết anh muốn hỏi nên giải thích luôn, vũ khí mà người tu chân sử dụng có linh tính, uy lực không phải vũ khí bình thường có thể sánh bằng. Gọi là linh khí bởi vì luyện khí sư chế tạo ra nó. Cấp bậc thấp nhất là linh khí hạ phẩm, tiếp theo là trung phẩm, thượng phẩm, tốt nhất là linh khí cực phẩm. Linh khí rất đa dạng và có nhiều công dụng, nào là linh khí đao kiếm có tính công kích, nào là chiến giáp có tính phòng ngự. Cái này là trang phục linh khí hạ phẩm, còn luyện hóa nó rồi mặc lên người thì có thể đỡ được một đòn mạnh nhất của luyện khí kỳ đại viên mãn. Đây là đồ tốt có thể bảo vệ tính mạng cho con, chống nước chống lửa, không mục không nát. Nhỏ máu nhận chủ, dùng chân nguyên ly hỏa luyện hóa là được. Khi con mặc nó lên người, ở thế giới này của con chỉ cần không gặp phải người có cấp bậc trúc cơ kỳ, thì con không chết được. Hích, sư phụ ơi, dù sao đây cũng là đồ người chết từng mặc, liệu có xui xẻo không? Mặc dù Dương Bách Xuyên cũng rất động lòng khi nghe sư phụ giới thiệu công dụng của trang phục linh khí, nhưng nhìn hài cốt của Tư Không Nguyên, anh cứ cảm thấy hơi ghê. Đồ ngốc này, nói vậy thì con cũng không cần hai viên linh thạch hạ phẩm trong hộp gỗ nữa hả? Đồ đệ ngu ngốc, nghe cho kỹ đây. Tu chân giới là thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh là vua. Trên con đường tu chân có quy luật giết người cướp của, kẻ mạnh cướp tài nguyên của kẻ yếu để tăng tu vi của bản thân. Bây giờ con chỉ mặc một bộ trang phục quý giá của người tu chân đã khuất mà lại băn khoăn như vậy. Con đường tu chân dài đằng đẵng, con không sống lâu được đâu. Hãy nhớ rằng mai này chỉ cần không trái nguyên tắc thì đừng mềm lòng với kẻ địch, kẻ nên giết thì phải giết, có thể diệt cả nhà thì cứ diệt cả nhà. Nếu không con sẽ trở thành hòn đá kê chân của kẻ khác. Sau này con sẽ từ từ hiểu được điều này. Có lấy món linh khí hạ phẩm này không là do con quyết định, vi sư chỉ nói đến đây thôi. Nghe sư phụ bộc bạch, Dương Bách Xuyên vẫn không dao động, nhưng anh biết là ông không nói sai, hơn nữa cũng là vì tốt cho anh. Dương Bách Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nghe theo sư phụ, lấy bộ trang phục linh khí hạ phẩm này của Tư Không Nguyên. Sau khi chôn cất và tế bái Tư Không Nguyên, Dương Bách Xuyên ép ra một giọt tinh huyết nhỏ lên bộ trang phục linh khí hạ phẩm, sau đó sử dụng chân nguyên ly hỏa bắt đầu luyện hóa. Hơn 10 phút sau, đầu anh vàng ong ong. Tiếp đó, trên quần áo tỏa ra quầng sáng màu vàng nhạt, mà anh cũng nhận được thông tin về linh khí hạ phẩm này. Tử Kim Tàm Ti Y,
linh khí hạ phẩm, có thể đỡ được tối đa một đòn của người tu chân cấp bậc luyện khí kỳ đại viên mãn. Bình thường chống nước chống lửa, không mục không nát, được luyện chế từ tơ tằm nghìn năm, có thể biến lớn hóa nhỏ tùy thích. Sau khi luyện hóa xong, Dương Bách Xuyên mặc tử kim tàm ti y lên người, coi nó là áo chống đạn. Đồ hơi rộng, nhưng anh thầm nghĩ trong đầu, trang phục lập tức co nhỏ lại dán sát vào người, vô cùng vừa vặn. Lúc này anh đã biết là mình gặp may, tử kim tàm ti y đúng là bộ đồ quý hiếm. Sau đó, anh bắt đầu thu cất rượu khỉ. Dương Bách Xuyên đến hồ rượu khỉ nhìn con trồn tham ăn đã uống căng bụng, say xỉu ở bờ hồ. Anh cười khổ, thầm niệm thu với con trồn, thu nó vào trong không gian bình càn khôn. Dương Bách Xuyên lấy hai cái thùng to từ trong bình càn khôn ra. Đây là đồ dùng sinh hoạt anh chuẩn bị để vào núi lấy nước, hai cái thùng 25 kg, vừa hay hôm nay cần dùng. Anh nhìn rượu khỉ trong hồ, bắt đầu múc vào thùng. Sau khi đựng đầy hai thùng, hồ rượu khỉ chỉ còn lại 1/3. Thoạt trông một hồ rất nhiều, nhưng thật ra lượng rượu không nhiều lắm, hơn nữa trong đó chất đầy các loại quả, có rất ít rượu khỉ. Dương Bách Xuyên không có đồ đựng, mà anh cũng không định lấy hết rượu, việc gì cũng nên trừ lại một chút thì hơn. Tốt xấu gì cũng phải để lại một ít cho bầy khỉ thì chúng mới tiếp tục ủ rượu. Nếu anh lấy hết, có trời mới biết đàn khỉ có ủ rượu nữa không. Vì vậy Dương Bách Xuyên để lại 1/3, thầm nghĩ sau này lại đến lấy. Nhân cơ hội này anh cũng nằm nhoài trên bờ hồ uống một bữa đã đời, khoang miệng nồng nặc mùi rượu. Nhất thời anh hơi chóng mặt, đây là chuyện hiếm thấy. Sau khi uống rượu khỉ, trong người xuất hiện một luồng linh khí làm anh rất bất ngờ, lập tức tính tọa khởi động càn khôn tạo hóa quyết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên cả người anh chấn động. Bởi vì anh đã đột phá tu vi đến luyện khí kỳ tầng 3. Đúng là đồ tốt, Dương Bách Xuyên vui mừng lẩm bẩm. Anh nhận thấy trong rượu khỉ có linh khí dồi dào, ngoài ra còn có công hiệu nâng cao tinh thần, tiêu hóa vật chất, giống như là rượu bổ. Có thể giữ lại thứ này cho người thân bạn bè dùng, giúp họ điều dưỡng thân thể. Dương Bách Xuyên nhìn những thảo dược trong hang dung nham rồi chuyển hết vào trong không gian bình càn khôn, không quan tâm chúng tốt xấu thế nào. Linh dược bên ngoài hang động chắc chắn là vị luyện đan sư Tư Không Nguyên trồng khi còn sống. Sau đó Dương Bách Xuyên ra khỏi sơn động, lúc ra ngoài anh mới phát hiện mặt trời mới mọc, rạng sáng tinh mơ. Anh nhẩm tính thời gian, thì ra mình đã ở trong hang động một ngày một đêm, hiện tại đã sang ngày thứ hai. Sau khi ra ngoài hang động, anh gom hết các loại linh dược như nhân sâm, linh chi. Trong sơn cốc, cũng không ngó xem chúng sinh trưởng bao nhiêu năm mà cứ chuyển hết vào không gian bình càn khôn. Hơn nữa, anh đã chuyển 70-80 loại linh dược bên trong hang động vào bình càn khôn, cả thảy không dưới 200 cây, đương nhiên trong đó có tốt có xấu. Sau khi Dương Bách Xuyên ra ngoài, bầy khỉ gào rú chạy vào trong hang động. Dương Bách Xuyên bật cười ha ha, men theo vách núi chạy lên trên, ra khỏi sơn cốc nhỏ. Một lát sau, anh nổi lên mặt nước hồ tiên nữ. Sau khi rời khỏi sơn cốc nhỏ, Dương Bách Xuyên lại xuống đáy hồ tiên nữ bắt mấy chục con cá rồng thả vào hồ trong bình càn khôn để nuôi. Bấy giờ anh mới rời đi, vội vàng trở về nhà. Đã một ngày một đêm anh không về nhà, nhất định là bà nội và em gái rất lo lắng. Có thể nói lần này vào núi tìm trồn là dịp may của Dương Bách Xuyên, anh có thu hoạch lớn. Nhận được một bộ kinh nguyên thần dùng để tu luyện sức mạnh tinh thần từ Tư Không Nguyên này, lấy được một chiếc tử kim tàm ti y linh khí hạ phẩm này, nhận được 3 viên linh thạch này. Trong đó viên linh thạch trung phẩm tốt nhất đã bị bình càn khôn hấp thu, nhưng lại giúp bình càn khôn thăng cấp không gian. Anh còn bắt được một con khỉ là hậu duệ mang huyết mạch lục nhĩ di hầu thuộc dị chủng hồng hoang, lấy được 2 thùng rượu khí rồi rào linh khí. Và cả 3 công thức luyện đan rất thực dụng đối với anh. Cùng với hơn 200 cây linh dược và mười mấy con cá rồng nữa. Thật sự là thu hoạch lớn. Điều quan trọng là anh gặp được vị luyện đan sư Tư Không Nguyên là người tu chân, nhờ đó anh nghe thấy một nơi tên là Sơn Hải Giới. Điều này chứng tỏ thời cổ đại Trung Quốc thật sự có nền văn minh tu chân tồn tại. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết Sơn Hải Giới mà Tư Không Nguyên nhắc đến là nơi nào, tới đó ra sao. Nhưng rốt cuộc anh đã biết một số điều bí ẩn trên trái đất. Anh có dự cảm sớm muộn gì anh cũng sẽ chạm tới nó. Có thể nói Tư Không Nguyên là một đòn cảnh tỉnh dành cho anh.
Anh thầm nghĩ sau này mình không được kiêu căng, cho rằng trên trái đất chỉ có mình là người tu chân duy nhất, nếu không sẽ chịu thiệt lớn. Sự xuất hiện của Tư Không Nguyên chính là động lực đối với anh, xem như cũng là một chuyện tốt. Khi Dương Bách Xuyên về đến nhà, lúc đó mới có 6 rưỡi sáng, cả thôn còn rất yên tĩnh, rất nhiều người còn đang chìm trong mộng đẹp. Lúc anh còn cách cổng nhà khoảng 20 mét, đột nhiên sắc mặt biến đổi, bước nhanh chạy như điên về nhà. Bởi vì cái mũi của anh ngửi được một mùi máu tươi. Là mùi máu tươi của người, Dương Bách Xuyên rất quen thuộc. Vừa về đến cổng, quả nhiên không thích hợp, cổng bị mở ra, thường ngày buổi tối bà nội sẽ đóng cổng lại. Nhưng hôm nay lại bị mở ra, trong viện còn truyền đến mùi máu tươi, thực sự rất không bình thường. Bước vào sân, cả người của Dương Bách Xuyên bị chấn động mạnh. Một bóng dáng gầy như cây gậy hiện lên trong tầm mắt của anh, cả người mặc đồ đen, là loại quần áo cổ phục, ăn mặc gọn gàng, tóc rất dài, tết thành 3 cái bím tóc. Lúc này, hai tay của người này đang cầm dao găm, tay trái cầm dao găm giơ lên cao. Toàn bộ cánh tay được quấn quanh bởi một cái roi dài đen nhánh. Tay phải giơ thẳng tắp, đâm thẳng lên bả vai trái của Trần Bảy Roi. Nhìn qua có vẻ hai người đang giằng co, nhưng Dương Bách Xuyên biết, Trần Bảy Roi ăn lỗ nặng hơn. Mặc dù roi dài của hắn quấn quanh cánh tay trái của đối phương, nhưng không làm đối phương bị thương, chỉ cầm cự được đối phương một lúc. Vai trái của Trần Bảy Roi bị một dao của đối phương đâm xuyên qua thân thể, nửa người trên bê bết máu. Máu chảy xuống đất thành một vũng. Sắc mặt của Trần Bảy Roi trắng bệch như tờ giấy, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi vào, há mồm phát ra âm thanh như ruồi muỗi, dường như đã đến giới hạn, không thể nói thành lời. Tiên sinh, hắn ta là Tu La Tây Vực. Chỉ với một câu nói như ruồi muỗi này, từ khẩu hình miệng Dương Bách Xuyên cũng đã đọc hiểu được. Lúc này, trong mắt của Dương Bách Xuyên chỉ còn lại sự lạnh lẽo, Tu La Tây Vực. Cái tên này, ngày đó sau khi chém giết nữ La Sát, Trần Bảy Roi từng nói qua với anh, người này là anh trai của nữ La Sát. Ở giới võ cổ, hai anh em hành xử độc ác, là u ác tính bại hoại, không ai muốn gặp, tác phong hành xử cũng không có nguyên tắc. Nhớ rõ Trần Bảy Roi từng nói với anh phải cẩn thận Tu La, có lẽ hắn ta sẽ đến báo thù cho em gái La Sát. Dương Bách Xuyên không quá để ý, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Xem tình hình hôm nay, cùng với vết máu trên mặt đất của Trần Bảy Roi, Dương Bách Xuyên suy đoán có lẽ người này tìm đến nhà anh khoảng nửa giờ trước. Không hề nghi ngờ, mục tiêu của hắn ta là anh, nhưng lại bị Trần Bảy Roi ở trong nhà cản lại, Trần Bảy Roi bảo vệ bà nội và em gái còn đang ngủ say. Chính hắn lại bị trọng thương, bị một con dao găm của Tu La đâm xuyên qua thân thể. Từ miệng vết thương của Trần Bảy Roi, có thể thấy được chưa thương tổn đến yếu hại trong tim. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần không chết tại chỗ, anh có biện pháp cứu sống được Trần Bảy Roi. Lúc này, nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ trong miệng hắn, hai mắt của Dương Bách Xuyên đỏ rực, hai tay nắm chặt, phát ra tiếng xương kêu giòn tan. Khi Dương Bách Xuyên bước vào cửa, thật ra Tu La đã nghe được tiếng bước chân, nhưng lúc đó hắn ta đang giằng co phân thắng bại với Trần Bảy Roi. Sơ hở lần này của Trần Bảy Roi làm hắn ta thở ra một hơi, Tu La nhân cơ hội di chuyển dao găm trên tay, dùng chân đánh ngã Trần Bảy Roi xuống đất. Quay đầu, nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn Trần Bảy Roi bị Tu La đá xuống đất hoàn toàn ngất đi, rất muốn ra tay giết chết Tu La. Nhưng đây là sân của nhà mình, anh sợ kinh động đến bà nội và em gái, dọa sợ bọn họ, vì vậy kìm nén không ra tay. Nhìn về phía Tu La. Dương Bách Xuyên không vô nghĩa, trong tay cầm một viên đan tạo hóa sinh cơ vừa lấy ra từ hồ Càn Khôn, nói với hắn ta, đan dược mày muốn ở chỗ này, chính tao đã giết em gái La Sát của mày, muốn thì đi theo tao. Nói xong quay người bước nhanh ra cổng. Dương Bách Xuyên tin tưởng anh lấy ra đan tạo hóa sinh cơ, và thừa nhận đã giết chết nữ La Sát đủ để lôi kéo Tu La đi ra ngoài theo mình. Không thể ra tay ở trong sân, không thể kinh động đến bà nội và em gái. Anh chuẩn bị dẫn Tu La ra thôn rồi xử lý hắn ta. Bây giờ tu vi của anh vừa đột phá luyện khí kỳ tầng 3, Dương Bách Xuyên rất tự tin có thể giết được một võ cổ giả. Sau khi thấy Dương Bách Xuyên lấy đan dược ra, Tu La thật sự rất động tâm. Mấy người trước em gái La Sát của hắn ta nghe được tin tức về Dương Bách Xuyên, nói là trên người của Dương Bách Xuyên có phương pháp luyện đan tiểu bồi nguyên,
gọi hắn ta cùng đi thăm dò. Nhưng lúc đó hắn ta còn có việc phải làm, nên để em gái La Sát đi thăm dò trước, dù sao bọn họ đã điều tra qua về anh. Dương Bách Xuyên vừa mới tốt nghiệp đại học, đầu 20 tuổi. Ở trong mắt người từng trải như bọn họ, một thiếu niên vừa mới đầu 20, cho dù luyện võ từ trong bụng mẹ, cũng sẽ không vượt qua ám kình. Cũng không tin Dương Bách Xuyên lợi hại, nên để em gái La Sát đến thử trước, kết quả hai ngày trước hắn ta đã mất liên lạc với em gái La Sát. Tu La biết chắc em gái La Sát của mình đã xảy ra chuyện, làm xong mọi chuyện, suốt đêm chạy đến trong nhà của Dương Bách Xuyên ở thôn Thượng Dương. Lại không nghĩ đến vừa vào đến sân, có một võ cổ giả ám kình tầng 1 lao ra. Nói về Tu Vi, Tu La đã là ám kình tầng 2 đỉnh, mạnh hơn người này rất nhiều, nhưng khi chiến đấu, phát hiện cách dùng roi của đối phương vô cùng lợi hại, sau đó bị người này cuốn lấy giằng co. Cũng may một đao đâm xuyên qua thân thể của đối phương, hắn bị thương nặng, còn thanh niên đến sau đó, không nói hai lời lấy ra một viên đan dược, còn thừa nhận là hung thủ giết hại em gái của hắn ta. Điều này làm cho trong đầu của Tu La vang lên một tiếng nổ lớn, bùng nổ cơn giận. Mặc dù biết em gái bị giết hại, nhưng chính tai nghe được vẫn làm cho lòng hắn ta quay cuồng. Hơn nữa bị đan dược trong tay Dương Bách Xuyên hấp dẫn, Tu La lập tức đuổi theo. Nếu cái chết của em gái La Sát có thể đổi lấy một viên đan tiểu bồi nguyên, hắn ta cho rằng rất đáng giá. Vốn tưởng rằng trên người của Dương Bách Xuyên chỉ có phương pháp luyện chế đan tiểu bồi nguyên, không ngờ trên người tên nhóc này còn có đan dược. Chuyện này vô cùng hấp dẫn Tu La. Còn Dương Bách Xuyên đang cố áp chế lửa giận, nhanh chóng đi ra khỏi thôn, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ, tìm một chỗ yên lặng giết chết người này. Sau khi ra khỏi cửa, quả nhiên Tu La cũng nhanh chóng đuổi theo giống như dự đoán. Có thể thấy được đan dược có lực hấp dẫn vô cùng lớn với võ cổ giả, trong lòng nghĩ như vậy, chưa đầy 3 phút Dương Bách Xuyên đã đi đến rừng cây nhỏ ở đầu thôn, dừng chân lại. Quay đầu nhìn lại, Tu La đã đuổi sát anh. Dương Bách Xuyên nheo hai mắt lại, hội tụ chân khí lên tay trái, tay phải chuẩn bị chân nguyên ly hỏa, trực tiếp đánh thẳng về phía Tu La vừa mới bước vào rừng cây nhỏ. Đối với Tu La, đến bây giờ hắn ta vẫn không cho rằng Dương Bách Xuyên có thể là đối thủ của mình. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên tung ra một quyền, Tu La nở nụ cười lạnh lùng, dao găm đâm thẳng đến chỗ anh. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, dao găm Tu La đang sử dụng không khác đao ngắn của nữ La Sát là bao, chiều dài cũng chỉ hơn một thước. Nhưng Dương Bách Xuyên không hề để ý, lúc trước ở luyện khí kỳ tầng 2, anh còn dám dùng chân khí chống chọi lại song đao của nữ La Sát. Hơn nữa bây giờ tu vi của anh đã lên đến luyện khí kỳ tầng 3. Mặc dù cảm giác được khí huyết của người trung niên Tu La này mạnh hơn nữ La Sát, nhưng căng chết cũng chỉ đến võ cổ ám kình tầng 3, hoàn toàn không có khả năng so được với luyện khí kỳ tầng 3 của người tu chân như anh. Dương Bách Xuyên chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, sau đó trở về cứu Trần Bảy Roi. Vì vậy trên nắm tay này, anh đã dùng toàn bộ chân khí, uy lực vô cùng mạnh. Keng keng. Dao găm của Tu La va chạm với nắm tay của Dương Bách Xuyên, phát ra tia lửa. Điều này làm cho sắc mặt của Tu La biến đổi, biết Dương Bách Xuyên là một đối thủ rất mạnh, muốn chạy trốn đã quá muộn. Dao găm trong tay truyền đến một loại lực lượng giống như núi cao, đánh bay dao găm của hắn ta. Sau đó, nắm tay của Dương Bách Xuyên không dừng lại, trực tiếp đánh thẳng vào lồng ngực của Tu La. Rắc rắc. M thanh xương cốt vỡ vụn vang vọng trong rừng cây nhỏ. Trong miệng của Tu La chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ, bay ngược ra ngoài 5 mét, hộc máu, đầu mềm oặt, chết tại chỗ. Một đấm của Dương Bách Xuyên hạ gục Tu La trong chớp mắt. Thư xê lực của luyện khí kỳ tầng 3 khác hoàn toàn với tầng 1 tầng 2. Tầng 3 là đường ranh giới của tu luyện, có thể nói thực lực của anh tăng mạnh. Nâng tay phải lên, chân nguyên ly hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay của anh, đánh vào trên người của Tu La. Trong nháy mắt, thi thể của Tu La bị chân nguyên ly hỏa đốt thành tro. Nhặt hai con dao găm của Tu La lên, Dương Bách Xuyên chạy như điên ra khỏi rừng cây nhỏ, thân thể nhanh như một cơn gió chạy về trong nhà. Từ lúc đi ra ngoài chém giết Tu La đến lúc trở về chưa đến 6 phút. Nhìn thấy cửa phòng của bà nội và em gái vẫn đóng chặt, lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng đỡ Trần Bảy Roi vào phòng anh, kiểm tra vết thương của Trần Bảy Roi. Cũng may không phải vết thương chí mạng, chỉ bị mất quá nhiều máu, trên vai thủng vài lỗ máu.
sau đó ra tay điểm huyệt cầm máu, tiếp theo lấy ra một viên đan tạo hóa sinh cơ cho Trần Bảy Roi nuốt xuống. Xong xuôi lại đi ra ngoài quét dọn sân nhà, trở về phòng, bắt đầu dùng chân khí chữa thương cho Trần Bảy Roi. Mất hơn một giờ, cuối cùng cũng dùng chân khí chữa khỏi miệng vết thương cho Trần Bảy Roi. Kiểm tra lại một lượt, thấy hắn không có vấn đề gì nữa, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thì có thể phục hồi. Anh còn tặng cho Trần Bảy Roi một viên tạo hóa sinh cơ, Dương Bách Xuyên tin rằng với viên thuốc này, vết thương của hắn sẽ nhanh chóng hồi phục, tu vi cũng nâng cao thêm một bậc. Dương Bách Xuyên cảm động trước lòng trung thành và sự cống hiến của Trần Bảy Roi, cho nên anh không tiếc nỗ lực dùng chân khí để chữa trị vết thương cho Trần Bảy Roi. Lại còn không để lại hậu quả xấu về sau. Đợi khi hắn tĩnh lại, Dương Bách Xuyên sẽ cho hắn một vài thứ. Trong lòng Dương Bách Xuyên, nếu ai đó đối xử tốt với anh một tấc thì anh sẽ trả lại một thước, thậm chí còn nhiều hơn. Lần này nghĩ lại, trong lòng anh thực sự sợ hãi, nếu không phải có Trần Bảy Roi ở nhà, Dương Bách Xuyên không dám nghĩ đến hậu quả. Cho nên anh rất biết ơn Trần Bảy Roi, hơn nữa sau chuyện này, việc tăng tu vi của Trần Bảy Roi rất cần thiết. Hôm nay lợi dụng việc hắn bị thương, anh đã cho hắn một viên đan tạo hóa sinh cơ, có thể cải thiện một số kỹ năng của hắn. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên cũng sẽ chuẩn bị để lại cho hắn một ít rượu con khỉ, thứ này tuy rằng linh lực chứa trong viên thuốc không lớn như vậy, nhưng nó rất có ích cho việc cải thiện hình thể. Mặt khác Dương Bách Xuyên sẽ tinh luyện một lò đan tôi thể cho Trần Bảy Roi, điều này chắc chắn sẽ cải thiện sức mạnh của hắn rất nhiều, để hắn có thể cảm thấy thoải mái sau khi rời đi. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ về điều này, tiếng ho của bà nội vang lên trong sân, anh vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Bà nội! Ôi, Bách Xuyên, con ở trên núi 2 ngày làm cho bà già này lo lắng muốn chết. Nếu hôm nay con không về, bà còn định nhờ chú Trấn Quốc đi tìm người đấy. Bà nội, không phải cháu đã nói với bà trước rồi à, bà đừng lo lắng quá. Cái thằng này! Trò chuyện với nhau vài câu. Bà nội đi nấu cơm. Thật nhanh đã đến giữa trưa, Trần Bảy Roi từ từ tỉnh lại, sở dĩ hắn dậy muộn như vậy là bởi vì hắn đang tiêu hóa dược lực của viên đan dược trong cơ thể. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện thế mà mình đã bước chân vào ám kình tầng 2, vết thương trên người cũng đã khôi phục, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt. Cơ thể trông không có vẻ gì là bị hư hại nặng cả, đang trong tình trạng tốt, toàn bộ cơ bắp tràn đầy sức mạnh. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, hắn biết rằng chắc hẳn Dương Bách Xuyên đã ra tay cứu hắn và giúp hắn nâng cao nội lực. Hắn từng coi Dương Bách Xuyên như một vị thần, bây giờ nội lực của hắn đã được cải thiện, vết thương cũng lành, hắn càng tôn sùng Dương Bách Xuyên hơn. Cảm ơn tiên sinh đã ra tay giúp đỡ trong phòng, Trần Bảy Roi cúi đầu chào Dương Bách Xuyên, nếu không phải Dương Bách Xuyên ghét người khác quỳ thì Trần Bảy Roi đã dập đầu lại luôn rồi. Anh Bảy, tôi là người phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu hôm nay không có anh ở đây, tôi sẽ không dám nghĩ về những gì sẽ xảy ra, cơ thể anh thế nào rồi. Tôi đã có tôi ở đây, không ai có thể làm bà cụ bị thương, đáng tiếc sức lực không đủ, khiến tiên sinh xấu hổ, bây giờ sức khỏe của tôi rất tốt, cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi rất an tâm khi có anh ở đây, ngày mai tôi sẽ rời đi, nhưng trước khi đi, tôi sẽ điều chế một ít đan tôi thể để lại cho anh. Tin rằng sau khi dùng đan tôi thể, thực lực của anh có thể cải thiện. Anh cũng có thể ứng phó với cổ võ giả cùng cấp bậc với Tu La. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Trần Bảy Roi vui mừng khôn xiết khi nghe tin Dương Bách Xuyên muốn luyện đan cho mình, hắn liên tục cảm ơn, thầm nói đi theo tiên sinh quả là một quyết định đúng đắn. Vết thương lần này không chịu vô ích, nhờ có tiên sinh nên hắn mới không chết. Sau khi trò chuyện một lúc 2 ngày, bữa ăn của bà nội đã chuẩn bị xong, em gái Dương San San gọi họ đến ăn. Sau khi ăn xong, Trần Bảy Roi đến giám sát công trường, việc xây dựng ngôi làng mới đang diễn ra sôi nổi, hắn đều đi kiểm tra hàng ngày. Còn Dương Bách Xuyên sau khi ăn xong nhốt mình trong phòng chuẩn bị luyện đan, anh dặn dò bà nội đừng để ai quấy rầy mình ngủ nhưng thật ra là đang chuẩn bị luyện đan. Trong phòng, Dương Bách Xuyên lấy lò luyện đan ra khỏi túi càn khôn, chia dược liệu thành 2 phần, trong thành phần chính thêm vào cỏ long huyết 3.000 năm, thay thế cho một số loại chưa đủ độ tuổi, nhằm nâng cao dược hiện của đan tôi thể. Đối với việc thêm cỏ long huyết, Dương Bách Xuyên cũng rất mong chờ, không biết hiệu quả của đan tôi thể sẽ được cải thiện đến mức nào. Lò luyện đan nổi lửa, dược liệu chút vào, tất
tất cả đều được khống chế bằng suy nghĩ, hành động như nước chảy mây trôi, không hề rối loạn. Đặc biệt là sau khi tu vi của Dương Bách Xuyên đạt đến luyện khí kỳ tầng 3, anh càng dễ dàng điều khiển chân nguyên ly hỏa hơn. Đã có kinh nghiệm luyện đan tạo hóa sinh cơ, lần này em luyện đan tôi thể vô cùng thuận buồm xuôi gió. Chỉ khác là vì muốn cải thiện phẩm chất của đan dược mà Dương Bách Xuyên không dám tăng tốc, chỉ có thể luyện từ từ. Sau khi mẻ đan tôi thể đầu tiên thành hình, lò đan dung chuyển là Dương Bách Xuyên biết rằng việc luyện đan đã thành công. Khi anh mở lò luyện đan ra, thấy lần này xuất hiện tận 12 viên thì khá bất ngờ, trước đó anh còn bảo nhiều nhất là 9 viên thôi, không ngờ lại tới 12 viên. Dương Bách Xuyên chia làm hai phần bỏ vào hai cái lọ, cảm thấy choáng váng, anh biết đây là do tiêu hao tinh thần quá mức nên mới vậy. Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, anh vốn định tu luyện càn khôn tạo hóa quyết nhưng trong đầu lại nhớ đến nguyên thần kinh của Tư Không Nguyên, đây mới chính là công pháp chuyên nhắm vào tinh thần lực. Lúc nãy tinh thần tiêu hao quá mức, tu luyện nguyên thần kinh chính là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ là làm, anh bắt đầu luyện nguyên thần kinh, tổng cộng chỉ có 9 tầng nhưng rất khó tu luyện. Đây không phải là hấp thụ linh khí mà là lực lượng tinh thần, hơn nữa cần phải hiểu sâu. Cho nên trong mấy tiếng đầu tiên, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy tầng thứ nhất của nguyên thần kinh mờ mịt khó hiểu. Tuy nhiên, anh là một người cứng đầu, hễ gặp phải khó khăn là anh lại muốn tìm hiểu đến cùng. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân cho bằng được. Thời gian vô thức trôi qua đến nửa đêm, bỗng nhiên, trong đầu Dương Bách Xuyên chấn động ầm ầm, trên mặt hiện lên một nụ cười, cuối cùng thì anh cũng đã nhập môn. Anh cảm nhận được lực lượng tinh thần, hay là nói linh thức càng phù hợp hơn. Nguyên thần kinh tầng thứ nhất thuật pháp là chuyển hóa lực lượng tinh thần thành linh thức, đây là một kiểu thăng cấp lực lượng. Đầu tiên, Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy bên trong cơ thể anh. Điều quan trọng hơn là linh thức của anh rộng 3 mét, có nghĩa là lấy bản thân anh là trung tâm, tất cả mọi thứ trong phạm vi 3 mét, chỉ cần được bao phủ linh thức đều hiện rõ trong đầu anh, so với nhìn bằng mắt còn rõ hơn. Cho dù mắt bị mù, có linh thức cũng như nhau. Đây là một năng lực tấn công tinh thần rất mạnh mẽ. Sau này khám bệnh, anh có thể dùng linh thức quan sát, sẽ có tính khách quan hơn rất nhiều. Gặp cổ võ giả cũng không cần dùng cảm giác đi cảm nhận hơi thở của đối phương, chỉ cần ở trong phạm vi 3 mét là anh có thể nhận ra tu vi. Tầng thứ nhất của nguyên thần kinh, chuyển hóa lực lượng tinh thần thành linh thức đã hoàn thành, tâm trạng Dương Bách Xuyên đang rất tốt. Thấy đã 9 giờ tối, Dương Bách Xuyên chuẩn bị luyện một lò đan linh thú cho con trồn Hương Hương và khỉ lông vàng, trợ giúp bọn chúng tu luyện. Dù sao đan linh thú chỉ là đan dược bình thường, cách luyện chế cũng được sư phụ truyền lại rồi. Sau khi sửa sang hết linh dược, Dương Bách Xuyên tiếp tục luyện đan. Khi trời gần sáng, cuối cùng tất cả dược liệu cũng được chất lọc ra tinh hoa, sau đó theo chỉ dẫn của sư phụ, anh cho một giọt tinh huyết vào trong lò luyện đan. Như vậy thì sau khi con trồn Hương Hương và khỉ lông vàng sử dụng, giữa hai bên sẽ thêm khế ước, giúp giao tiếp và cũng ép bọn chúng ngoan ngoãn hơn. Ngay sau đó, anh tạo thủ quyết thu đan. Lần này, có sự hỗ trợ của nguyên thần kinh tầng 1. Dương Bách Xuyên luyện xong một lò đan linh thú vẫn không quá mệt mỏi. Mở nắp lò luyện đan ra, 9 viên đan linh thú no đủ màu xanh lá cây, giống hệt như những gì được ghi trong đan phương. Sau khi luyện chế thành công linh thú đan, Dương Bách Xuyên nghĩ đến việc đưa cho con trồn Hương Hương và khỉ lông vàng sử dụng trước tiên. Anh nhìn vào túi càn khôn, phát hiện trồn Hương Hương vẫn đang say mềm như cũ thì không biết nên cười hay khóc. Khỉ lông vàng đã thức dậy từ lâu, lúc này đang cuộn tròn trong không gian túi càn khôn, dường như nó đang sợ hãi trước môi trường xa lạ. Dương Bách Xuyên dùng suy nghĩ triệu hồi nó ra khỏi túi càn khôn, anh thô bạo nhét một viên đan linh thú vào miệng con khỉ, đồng thời niệm bí pháp ngự thú. Két két. Con khỉ gầm lên với Dương Bách Xuyên, có vẻ như nó đang rất tức giận và sợ hãi. Chẳng qua ngay sau khi anh nhét đan linh thú vào miệng nó, toàn thân con khỉ bắt đầu nóng lên, miệng không ngừng kêu ầm. Két két. M thanh chói tai khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút bực bội, cũng may một lát sau, con khỉ ngừng gào thét. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một vết máu giống như lưỡi liềm chảy ra từ lông mày của con khỉ, bắn thẳng đến mi tâm của anh. Dương Bách Xuyên không hề hoảng sợ, bởi vì anh biết đây là dấu hiệu của khế ước linh thú, có nghĩa là từ nay về sau,
con khỉ này trở thành linh thú của anh, đương nhiên bây giờ nó còn chưa phải là linh thú thực sự. Muốn trở thành linh thú hùng mạnh, nó cần phải tiến hóa huyết mạch. Sau khi lập thành khế ước với con khỉ, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy mơ hồ có thể cảm nhận được cảm xúc của con khỉ, giờ phút này con khỉ rất căng thẳng, có vẻ e ngại đối với Dương Bách Xuyên. Đối với việc này, Dương Bách Xuyên cười ha ha, anh hiểu được con khỉ lông vàng này, lúc bị anh ở bắt được ở sơn động sau đó bị bóp cổ đến ngất đi, cuối cùng ném vào không gian bình càn khôn, đích thật đã làm nó sợ hãi. Nhưng hiện tại nếu hình thành khế ước với con khỉ, như vậy Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ đối xử với nó thật tốt, dù sao sư phụ đã từng nói con khỉ này là đời sau của dòng máu khỉ sáu tai hiếm có. Sau này lỡ như có thể tiến hóa huyết mạch này, sinh ra thiên phú thần thông, như vậy việc làm ăn của hắn sẽ kiếm được bộn tiền. Sau khi đút cho con khỉ một viên đan linh thú xem như giúp nó mở mang trí thông minh, sau này dần dần trí khôn sẽ phát triển, lại thêm thiên tài địa bảo nuôi dưỡng, nói không chừng thật sự có thể nuôi dưỡng thành một con linh thú mạnh mẽ, xung là trợ lực của anh. Chậm rãi vươn tay sờ sờ trên đầu con khỉ, Dương Bách Xuyên cười nói, đừng sợ, sau này đi theo tao lăn lộn, tao sẽ đối xử với mày thật tốt. Nói xong lại cảm thấy kỳ quái, mẹ nó, sao lại giống như nói lời ngọt ngào với một cô gái thế? Con khỉ này là công mà. Có lẽ là cảm nhận được ý tốt mà Dương Bách Xuyên truyền đến, cảm xúc của con khỉ bình tĩnh lại, lúc này mới tỏ vẻ tò mò quan sát Dương Bách Xuyên, sau đó nhìn căn phòng, mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Dương Bách Xuyên vì làm sâu sắc thêm tình cảm với con khỉ, anh lấy từ trong bình càn khôn ra mấy trái quả hồng hương cho nó. Nhìn thấy trái cây màu đỏ mê người, con khỉ từ từ vươn tay nhận lấy quả từ trong tay Dương Bách Xuyên để ăn. Chẳng mấy chốc đã ăn xong mất quả, nó đối với Dương Bách Xuyên cũng thân mật hơn. Thế nhưng, ngay sau đó con khỉ lại làm ra một hành động khiến Dương Bách Xuyên hộc máu. Anh xoay người thu hồi lò luyện đan, lại lấy ra một bình đựng 6 viên đan tôi thể, chuẩn bị cho Trần Bảy Roi, còn tìm một chai nước giải khát cho Trần Bảy Roi phân ra 5 cân rượu khỉ. Sau khi làm xong tất cả, mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi nước tiểu. Đột nhiên anh quay đầu lại thấy được, con khỉ vậy mà lại thải một bãi nước tiểu ở trên giường anh, hơn nữa còn văng lên đùi anh. Giờ khắc này, vẻ mặt Dương Bách Xuyên đen lại. Đối với vẻ mặt vô tội của con khỉ, anh giận dữ nói, mẹ nó, mày trêu chọc tao đấy à, còn dám đi tiểu ở trên giường của ông đây ư. Nhưng mà đối mặt với lời mắng chửi của Dương Bách Xuyên, vẻ mặt con khỉ vẫn vô tội, còn phun từ trong miệng ra một viên hạt quả hồng hương kèm theo nước miếng phun đến trên người anh. Mày trêu tao đấy à khỉ, con khỉ ngốc nghếch này. Dương Bách Xuyên tức giận mắng to. Muốn đánh nó sao? Con khỉ cũng lớn hơn con trồn một chút, sợ mới đánh một cái nó sẽ chết mất. Không đánh được thì lại tức giận. Nhưng anh cũng hiểu đây là con khỉ hoang dã, đừng thấy hiện tại cho nó dùng đan linh thú thì xem như đã mở ra trí thông minh, cái trí thông minh này cũng cần thời gian để phát triển. Tạm thời con khỉ này chỉ là một con khỉ hoang dã, sau này chỉ có thể từ từ dạy dỗ. Có khế ước trí thông minh, con khỉ cũng có thể nghe hiểu Dương Bách Xuyên nói chuyện. Sau khi hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên đen mặt nhìn con khỉ nói, sau này sẽ gọi mày là Hầu Đậu Đậu. Két két CN khỉ vậy mà lại kêu lên, sau đó gật đầu giống như đang nói biết rồi. Lần này, Dương Bách Xuyên lại bị nó chọc cười. Hầu Đậu Đậu, sau này không được đi tiểu trên giường của tao, muốn thì vào WC biết chưa? Dương Bách Xuyên dạy dỗ nó. Khuôn mặt con khỉ hay giờ còn gọi là Hầu Đậu Đậu mơ màng. Dương Bách Xuyên đau đầu, ngẫm lại cũng đúng, nó làm sao biết cái gì là WC chứ? Trong lòng anh nghĩ, vẫn nên để sau này dạy dỗ từ từ đi. Lúc này sắc trời cũng đã sáng, thấm thoát một đêm trôi qua, hôm nay anh cũng chuẩn bị khởi hành trở về Cố Đô. Rời khỏi nhà bà nội và em gái sớm hơn một ngày thì bớt đi một phần nguy hiểm cho bọn họ, mục tiêu của tất cả các võ giả cổ đều nhắm vào anh, chỉ cần thu hút tầm mắt của bọn họ đến Cố Đô là được rồi. Quê nhà có Trần Bảy Roi ở đây, vấn đề không lớn lắm, dù sao theo lời Trần Bảy Roi nói, võ giả cổ trong giới võ cổ vẫn có đạo nghĩa giang hồ, như La Phù Nữ và Tu La. Những võ giả cổ không có nguyên tắc chỉ chiếm số ít. Hơn nữa, toàn bộ giới võ cổ cũng không có bao nhiêu cường giả ám kình tồn tại. Mặt khác,
Dương Bách Xuyên cũng muốn biết Lưu Tích Kỳ đã phát triển công ty như thế nào rồi, chính anh cũng chỉ xin nghỉ 3 ngày ở chỗ Triệu Nam, bây giờ tính toán cũng đã qua 9 ngày rồi. Chắc sẽ có rất nhiều người lo lắng. Cho nên hôm nay anh nhất định phải đi. Để tránh phiền phức phải giải thích nhiều, anh đã thả Hầu Đậu Đậu trở về không gian bình càn khôn, dù sao ở trong bình càn khôn cũng khoảng 30 mét vuông. Dương Bách Xuyên hơi động suy nghĩ là có thể cho Hầu Đậu Đậu một căn phòng tối nhỏ, nó cũng không thể phá hoại được những đồ đạc cất giữ ở bên trong. Sau khi đi ra ngoài chào tạm biệt bà nội và em gái, tiếp đó anh tìm Trần Bảy Roi dặn dò vài câu, còn giao đan tôi thể và rượu khỉ cho hắn, điều này làm cho Trần Bảy Roi cảm động đến nước mắt lưng tròng. Lái xe đến đầu thôn, Dương Bách Xuyên xuống xe định đi chào tạm biệt Viên Kim Phượng, dù sao cũng phải đi rồi. 3 ngày không gặp cô, anh cũng rất nhớ cô. Ai ngờ đi vào nhà Viên Kim Phượng lại phát hiện cửa lớn đã khóa chặt, trong nhà không có ai, anh nghĩ chắc là đi ra ngoài rồi. Anh lấy điện thoại gia đình gọi điện thoại cho cô, lại phát hiện điện thoại hết pin. Anh cười khổ, chỉ đành bỏ qua thôi, đi lên núi mấy ngày, sau khi trở về lại vội vàng luyện đan nên không có xem qua điện thoại di động có còn pin hay không. Sau khi lên xe, anh sạc điện thoại di động và trực tiếp khởi động xe rời đi. Còn về em gái Dương San San của anh, chờ sau khi cô bé khai giảng đại học, anh lại quay về đón cô bé cũng được, dù sao cũng còn hơn 20 ngày nữa mới khai giảng. Sau khi đến huyện thành, điện thoại di động cũng sạc đầy, vừa bật máy lại phát hiện mấy chục tin nhắn, khiến Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi liên tục. Đầu tiên nhìn thấy là tin nhắn của bạn học cũ Cung Lăng Phong. Vốn còn định sau khi đến huyện thành sẽ đến chào hỏi anh ta, hỏi xem thử Lưu Tích Kỳ có liên hệ để xử lý đống dược liệu tồn đọng của anh ta không. Vừa mở tin nhắn mới biết được, từ 5 ngày trước, Cung Lăng Phong không liên lạc được với anh nên đã trực tiếp liên lạc với Lưu Tích Kỳ, sau đó nói đã trực tiếp đến Cố Đô tìm Lưu Tích Kỳ nói chuyện dược liệu. Tin nhắn thứ hai chính là Lưu Tích Kỳ gửi tới, nội dung đang nguyền rủa anh. Nhóc Xuyên, mẹ nhà cậu chứ? Ngày cắt băng để đưa sản phẩm ra thị trường thì lại không thấy chủ tịch như cậu lộ diện. Mẹ nó, tôi thật sự xấu hổ đấy, điện thoại gọi không được, gọi về nhà thì ba tôi nói cậu lên núi, cậu nói xem, cậu không có việc gì thì lên núi làm chi? Móc trứng chim ra sao? Lưu Tích Kỳ nhắn tin chửi bới một đoạn dài, cuối cùng lời nói kết thúc câu chuyện lại là một tiếng cảm ơn, bảo anh mau chóng gọi điện thoại lại. Dương Bách Xuyên biết tiếng cảm ơn này của Lưu Tích Kỳ là muốn nói việc mình đã dùng danh nghĩa của anh ta cầm 20 vạn đưa cho nhà bọn họ. Tin nhắn thứ ba là của Triệu Nam, ý cũng muốn hỏi là khi nào Dương Bách Xuyên trở về, chuyện nghỉ làm thì không sao, quan trọng là điện thoại của anh mấy ngày không liên lạc được, có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Tin nhắn của Triệu Nam tràn ngập sự quan tâm, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui mừng. Tin nhắn thứ tư là của Âu Dương Ngọc Thanh. Nhìn thấy tin nhắn của cô ấy, tinh thần của Dương Bách Xuyên có một sự chấn động khó hiểu, xem nội dung nói, điện thoại của anh không gọi được, nhạc nhạc nhớ anh rồi. Thật ra trong từng dòng chữ đều là quan tâm. Tin nhắn thứ năm là của Lâm Hoan, trong lời nói tràn đầy nhớ nhung, làm cho Dương Bách Xuyên đỏ mặt cũng có chút áy náy. Tin nhắn thứ sáu là của Liễu Sơn Hải, rất sốt ruột, nói đàn chú Nhan hết hàng, hỏi khi nào Dương Bách Xuyên mới trở về. Tin nhắn thứ bảy lại là từ một người suýt nữa đã bị anh lãng quên, cô gái tên Bộ Thanh Mai lúc trước ở công ty phỏng vấn nhắn tin tới, nói vẫn muốn cảm ơn Dương Bách Xuyên đã cho cô một công việc và muốn hẹn anh ăn cơm. Đối với việc này, Dương Bách Xuyên cười ha ha lẩm bẩm, chuyện gái đẹp mời ăn cơm thì không thể từ chối rồi. Tin nhắn thứ tám là của bạn học trung học Dư Giai, cô nói là gọi không được điện thoại cho anh, vốn định hẹn Dương Bách Xuyên ăn cơm để cảm ơn vì hôm đó đã nổi giận với cô. Nhưng điện thoại liên lạc được, cuối cùng đành nhắn tin nói cô đi về Yên Kinh, lúc sau còn nói một câu, nếu có thể, hy vọng Dương Bách Xuyên đến Yên Kinh thăm cô. Những lời này rất thú vị, cô gái chủ động hẹn chàng trai, có phải là thích không? Dương Bách Xuyên mơ tưởng không thôi. Tin nhắn thứ 9 là của Viên Kim Phượng, trong lời nói tràn ngập trách móc, cô nói phải dẫn ba mẹ đi du lịch giải sầu, còn nói chờ sau khi đi du lịch về sẽ lập tức đến Cố Đô tìm hắn. Còn kèm theo một trái tim. Tin nhắn thứ 10 được mở ra, tin này đã làm cho Dương Bách Xuyên ngây người hồi lâu, không ngờ lại là tin nhắn của cảnh sát mạnh mẽ xinh đẹp Ninh Kha kia, cô ta nói là đã xuất viện, cũng nhờ chuyện của hai tên tội phạm lần đó mà cô ta được thăng chức nên muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn.
Nhớ tới nữ cảnh sát xinh đẹp, Dương Bách Xuyên không khỏi nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó trị thương cho cô ta, đầu óc có chút nhộn nhạo. Hơn chục tin nhắn cuối cùng là của một số bạn cùng lớp quen thuộc. Anh vừa lái xe vừa nghĩ, dù sao cũng không có tin nhắn gì quá quan trọng, dứt khoát đợi buổi chiều trở về rồi trực tiếp tìm bọn họ là được. Buổi trưa, lúc Dương Bách Xuyên đi từ ngã ba giao của ba tỉnh xuống đường cao tốc, vừa mới xuống cao tốc, ngay phía trước đã gặp một chiếc xe dừng ở giữa đường, xem ra hình như là xe hỏng, đợi vài phút không thấy người đâu, anh còn tưởng là tài xế ngồi trong xe ngủ quên rồi. Anh dứt khoát xuống xe đi qua xem thử. Đến bên cạnh xe, anh gõ lên cửa kính ba cái. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, lông tơ của Dương Bách Xuyên dựng đứng lên. Mồ hôi lạnh toát ra, không chút suy nghĩ mà cấp tốc lui về phía sau. Bằng ngay trong nháy mắt này, một tiếng súng vang lên. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị búa tạ đánh vào, cơ thể không tự chủ được ngã xuống. Trúng đạn rồi. Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Dương Bách Xuyên. Mặc dù là người tu chân của châu bò, nhưng chỉ là tu vi luyện khí kỳ cấp nhập môn tầng 3 thôi, vẫn không thể chống lại vũ khí nóng hiện đại. Trái tim anh đập thình thịch. Anh không bao giờ ngờ tới trong xe sẽ có người bắn anh. Đây là đã có dự tính từ trước. Sau một khắc, Dương Bách Xuyên mới phản ứng lại, hình như anh không bị thương. Sờ xem thử, chỗ trúng đạn không có vết máu. Lập tức hắn nghĩ tới bộ quần áo lụa tơ tằm màu vàng tím trên người, theo lời sư phụ nói thì đây là quần áo phòng ngừa cấp bậc hạ phẩm linh khí, có thể chịu đựng được tấn công luyện khí kỳ ở mức đại viên mãn, thậm chí miễn cưỡng cũng có thể đối phó với đòn công kích của người tu chân ở cấp trúc cơ kỳ. Linh khí chính là linh khí, không phải quần áo phàm tục bình thường, so với áo chống đạn còn trâu bò hơn nhiều. Chỗ trúng đạn cũng chỉ đau một chút mà thôi, không có gì đáng ngại. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên trúng đạn, anh đã thuận thế lăn xuống mương nước ven đường. Đúng lúc này, trong tai anh truyền đến cuộc đối thoại giữa một nam một nữ. Một người đàn ông nói, nhìn xem, cậu ta vẫn bị trúng đạn thôi, võ giả cổ mạnh đến mấy cũng không đỡ được súng đạn. Cô gái hừ lạnh và nói, Trần Bách Thiên, thân là võ giả cổ căn bản vẫn có nội lực. Dùng súng cũng không thể tiến được bao xa, học theo anh trai Trần Bách Vạn của anh đi, cũng là sát thủ nhưng anh ấy chưa bao giờ dùng súng giết người, đi xem đã chết chưa. Vương Nghệ Lâm, bớt nói những lời châm chọc đi, tôi không cần súng, chỉ dựa vào năng lực võ công ám kình tầng 2 của cô mà đối phó được Dương Bách Xuyên ư. Đừng quên anh em nhà Tây Vực La Sát Nữ và Tu La, đến thôn Thượng Dương nhưng vẫn chưa từng đi ra, điều này chứng tỏ cái gì? Cô cũng biết đúng không? Vậy anh em chúng ta cũng đều là ám kình tầng 2 thây, đều đến để làm nhiệm vụ, mục đích là giết chết Dương Bách Xuyên. Nếu mà có thể tìm được đan tiểu bồi nguyên trên người anh thì càng tốt. Trần Bách Thiên với Vương Nghệ Lâm. Dù sao anh cũng muốn có thành tựu ở võ đạo, tôi khuyên anh bớt dùng súng đi. Vương Nghệ Lâm lạnh lùng nói. Được rồi, ở lại đi, cô và anh trai ở bên cạnh nhau lâu quá nên cũng bị anh ấy lây nhiễm rồi, lại nhảy nhiều thế. Chúng ta là võ giả cổ không sai, nhưng điều kiện tiên quyết chúng ta là sát thủ, kiếm tiền mới là chuyện hàng đầu. Tôi cũng nghĩ không ra, chỉ là một người Dương Bách Xuyên mà thôi, cũng không phải thần tiên, phái hai thành viên bình thường đến rồi dùng một nhát súng là có thể xử lý được rồi. Anh trai tôi làm gì nhất định phải để cho hai người chúng ta tự mình đến, thật là. Trong miệng Trần Bách Thiên lại nhảy, đi xuống mương nước. Dương Bách Xuyên nghe rõ từng lời nói của hai người không sót một chữ nào, trong lòng anh hơi lo lắng, nghe ý của hai người này vậy mà lại là người của tổ chức sát thủ. Có tổ chức sát thủ ở Trung Quốc sao? Hơn nữa còn là tổ chức sát thủ do võ giả cổ tạo thành, đây thật đúng là làm cho Dương Bách Xuyên có chút nhức đầu. Không nghĩ ra, làm sao anh có thể bị người của tổ chức sát thủ theo dõi? Chẳng lẽ bọn họ cũng là vì tin tức trong giới cổ võ tung ra kia, đến cướp đoạt công thức của đan tiểu bồi nguyên? Ngẫm lại cũng không đúng lắm, nếu bọn họ muốn công thức sẽ không trực tiếp nổ súng giết người, ngộ nhớ công thức không ở trên người, người chết rồi thì lấy công thức đâu ra chứ? Chỉ có thể nói, đối phương là một lòng muốn giết anh. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Bách Xuyên tràn đầy sát ý, xem ra là có người muốn mạng của anh. Thật sự anh đã đắc tội với rất nhiều người nên có rất nhiều kẻ thù, nhưng có thể mời tổ chức sát thủ võ giả khởi cổ,
thật đúng là không có mấy người. Cứ như vậy, rõ ràng hơn nhiều, người duy nhất có thể mời sát thủ võ giả cổ chỉ có hai nhà. Nhà họ Mã ở Tây Bắc và nhà họ Diệp ở Yên Kinh. Anh đã từng đánh Mã Tiểu Lục và Diệp Khai, hai người này đều là người của cổ võ thế gia, là một gia tộc lớn có thể tiếp xúc với tổ chức sát thủ võ giả cổ chắc chắn cũng không khó, nếu đổi lại là người bình thường có thể còn không biết sự tồn tại của võ giả cổ, chứ đừng nói là tổ chức sát thủ cổ võ. Nhà họ Mã, nhà họ Diệp, ông đây chờ đấy. Trong lòng Dương Bách Xuyên âm thầm nghiến răng, vào giờ khắc này, anh đã đặt hai gia tộc lớn võ giả cổ vào danh sách đen ở tận đáy lòng. Nếu đối phương đã không từ thủ đoạn mời võ giả cổ sát thủ đến lấy mạng anh, đây chính là ân oán không chết không thôi. Lần này nếu có thể trở về, anh nhất định sẽ tiến hành điều tra hai nhà, nếu tra được dấu vết, anh sẽ mạnh mẽ phản kích. Đường đường là truyền nhân tu chân lại bị một gia tộc võ cổ chèn ép, quá uất ức, không cho những gia tộc võ giả cổ này biết tay, thật đúng là không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Người thuê chúng ta lần này có lai lịch không nhỏ. Còn trả tiền công không ít, cho nên anh trai cậu mới phải hết sức cẩn thận, anh ấy tin tưởng chúng ta nên mới để chúng ta tới, đi xuống xem thử đi, không được thì bổ sung thêm hai phát, muốn đánh thì đánh chết. Lúc này cô gái tên là Vương Nghệ Lâm nói với Trần Bách Thiên. Dương Bách Xuyên nghe tiếng bước chân, hai người đều đi xuống xem thử, anh dựa sát vào mương nước, từ trên cao sẽ nhìn không thấy. Đối phương có súng nên anh không dám khinh thường, toàn thân căng thẳng. Chờ đợi cho đối phương một đòn chí mạng. Một sườn dốc cũng chỉ có 4-5 mét, chẳng mấy chốc, trong tai anh đã nghe được tiếng bước chân đến gần chỉ cách 1 mét. Lúc này Dương Bách Xuyên biết phải đánh trả rồi, nếu không đánh trả, lúc đối phương nhìn thấy anh sẽ nổ súng, nếu bắn vào chiếc áo tơ tằm màu tím vàng trên người còn có thể chấp nhận được, nhưng một khi bắn vào đầu thì chắc chắn xong đời rồi. Dương Bách Xuyên cô cùng may mắn tu luyện kinh nguyên thần có linh thức. Lúc này linh thức trong vòng 3 mét, anh nhìn thấy người đàn ông tên là Trần Bách Thiên, trong tay đang cầm súng, từng bước cẩn thận tới gần, ở phía sau anh ta là cô gái tên là Vương Nghệ Lâm. Hai người nhìn qua tuổi tác cũng ngang nhau, hình như là 25-26 tuổi. Trần Bách Thiên cầm súng trong tay Vương Nghệ Lâm là một thanh kiếm cổ, là trang phục của võ giả cổ. Chỉ cần hai người ở trong linh thức của anh, Dương Bách Xuyên ắt có thể chắc chắn đối phó được. Sau khi Trần Bách Thiên cách anh chỉ còn 1 mét, Dương Bách Xuyên điều động chân khí toàn thân, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, suy nghĩ trong đầu khẽ động, anh lấy từ trong không gian bình càn khôn ra một thanh đoản kiếm mà mình lấy được sau khi giết chết Tu La, đột nhiên từ mương nước nhảy lên, chém một nhát vào cổ tay đang cầm súng của Trần Bách Thiên. Phập! Nhưng mà anh đã xem thường tốc độ nổ súng của Trần Bách Thiên và phản ứng của anh ta rồi. Ngay lúc anh nhảy lên, vẻ mặt Trần Bách Thiên cũng khiếp sợ, nhưng trước tiên vẫn nổ súng. Nhưng cũng may một viên đạn này vẫn bắn vào lồng ngực anh mà không phải đầu, hơn nữa toàn thân đầy chân khí che chở, Dương Bách Xuyên gắng gượng chống lại uy lực của phát súng này, chỉ làm cho cơ thể của anh giữa không trung nghiêng về một bên. Nhưng điều này khiến anh có thể chém chính xác vào cổ tay đang cầm súng của Trần Bách Thiên. Nhưng Dương Bách Xuyên sao có thể buông tha một đòn này? Ngay lúc trúng đạn, anh trực tiếp truyền chân khí vào thanh đoản kiếm trong tay và chém thẳng về phía cổ tay cầm súng của Trần Bách Thiên. A! À, một đòn tất trúng. Nửa cánh tay cầm súng của Trần Bách Thiên bị một nhát đoản kiếm tràn ngập chân khí của Dương Bách Xuyên chém đứt. Cánh tay đẫm máu còn nắm chặt súng rơi trên mặt đất. Ngay một khắc trước, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên nhảy lên, Trần Bách Thiên thật sự bị hoảng sợ nên phản ứng theo bản năng lập tức nổ súng. Nhưng nhìn thấy một phát súng bắn vào người Dương Bách Xuyên mà đối phương lại không sao, còn xuất đoản kiếm ra chém đứt cánh tay anh ta, làm cho trái tim đang sợ hãi trong lòng Trần Bách Thiên sắp nhảy ra khỏi cổ họng, trong đầu chỉ có một câu, anh ta là quái vật ư. Cùng lúc đó, Vương Nghệ Lâm đi theo phía sau Trần Bách Thiên, cô ta còn khiếp sợ hơn người đi trước, một người đã trúng hai phát súng mà vẫn không sao, còn có thể đánh trả chém đứt nửa cánh tay của Trần Bách Thiên. Cường giả như thế đã vượt qua nhận thức của cô ta, phản ứng đầu tiên của Vương Nghệ Lâm chính là chạy trốn. Cô ta mới là ám kình tầng 2, mặc dù là sát thủ, thủ đoạn cũng vô cùng tàn ác hơn so với những võ giả ám kình bình thường thủ. Lúc trước cô ta cũng từng điều tra về Dương Bách Xuyên, càng biết được hai anh em La Sát Nữ và Tu La đi tìm Dương Bách Xuyên lại chưa hề ra khỏi thôn Thượng Dương.
cho nên kết quả bàn bạc của cô ta và Trần Bách Thiên là ở quê nhà của Dương Bách Xuyên ở thôn Thượng Dương còn có cường giả võ cổ khác tồn tại. Dương Bách Xuyên có trợ thủ, nếu không thì sao anh em Tu La lại có thể một đi không trở lại, hai người bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, một mình Dương Bách Xuyên có thể giết được hai anh em Tu La, chỉ cho rằng thôn Thượng Dương chắc chắn có võ giả cổ khác giúp đỡ. Sau khi thảo luận và nhận được tin tức Dương Bách Xuyên trở về Cố Đô, hai người lập tức chờ anh ở ngay trên đường trở về Cố Đô. Mãi mới chờ được, cũng rất thuận lợi, Dương Bách Xuyên bị Trần Bách Thiên bắn một phát súng, còn lăn lộn lăn vào mương nước. Thế nhưng một giây tiếp theo đã thay đổi, không ngờ Dương Bách Xuyên ngay cả trúng hai phát súng cũng không có chết. Sự thay đổi này làm cho Vương Nghệ Lâm bị dọa đến hồn vía lên mây, bây giờ cô đã tin tưởng, ở thôn Thượng Dương căn bản không có võ giả cổ nào khác tồn tại, mà anh em Tu La một đi không trở lại chắc chắn là bị Dương Bách Xuyên một tay chém chết. Ngay cả súng cũng không bắn chết được anh là quái vật không chết. Chống lại con quái vật đẳng cấp này, còn không chạy thì sẽ chết mất, cho nên Vương Nghệ Lâm dùng sức lực có thể của mình để nhanh chóng lui về phía sau mà chạy, còn về đồng bọn Trần Bách Thiên, hãy trở thành một người sát thủ chết vì chính nghĩa đi. Dương Bách Xuyên nhìn thấy nữ sát thủ Vương Nghệ Lâm chạy trốn, nhưng anh không có đuổi theo, bởi vì dưới chân vẫn còn một Trần Bách Thiên đang kêu la thảm thiết. Trên mặt đất còn có súng, cứ giết chết tên này trước rồi nói sau. Anh đi tới trực tiếp dùng chân nguyên ly hỏa thiêu đốt cánh tay đứt lìa đang cầm súng của Trần Bách Thiên cùng với cây súng thành cho tàn. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, nhìn về phía Trần Bách Thiên đã bị dọa đến choáng váng, lạnh lùng hỏi, nói cho tôi biết, các người là tổ chức sát thủ nào? Là ai bảo các người đến giết tôi, ta sẽ tha cho anh một con đường sống. Trần Bách Thiên bị Dương Bách Xuyên chặt đứt một tay. Hơn nữa Dương Bách Xuyên giơ một tay ra đột nhiên biến ra ngọn lửa, thiêu đốt một cánh tay đứt rời đang cầm súng của anh ta thành cho tàn, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh ta đã bị dọa đến choáng váng. Đột nhiên biến ra ngọn lửa không khó, Trần Bách Thiên đã từng thấy qua tay ảo thuật có thể làm được, nhưng đó chỉ là thủ thuật che mắt, là thủ đoạn căn bản không đốt được vật phẩm gì cả. Nhưng mà ngọn lửa Dương Bách Xuyên đột nhiên biến ra lại thiêu rụi cánh tay đứt lìa đang cầm súng của Trần Bách Thiên ngay trước mắt anh ta. Cảnh tượng quỷ dị như thế, hoàn toàn vượt qua nhận thức của Trần Bách Thiên, thậm chí là lật đổ thế giới quan của anh ta. Thủ đoạn của võ giả cổ đối với người bình thường mà nói chính là thủ đoạn thần tiên, Trần Bách Thiên cũng là võ giả cổ, cũng từng mở mang về thủ đoạn võ công của anh trai nhà mình là Trần Bách Vạn, biết những võ giả cổ cường đại kia rất châu bò. Nhưng châu bò như thế nào cũng không có thủ đoạn như của Dương Bách Xuyên. Bây giờ trong mắt anh ta, Dương Bách Xuyên trước mắt này không phải là người mà là quái vật, là bất thường vượt qua sức tưởng tượng của anh ta. Bắn hai phát súng không chết, còn có thể vô căn cứ biến ra ngọn lửa để đốt đồ vật, anh ta trơ mắt nhìn cánh tay mình bị thiêu thành cho tàn, đủ loại chấn động khiến trong lòng tên sát thủ Trần Bách Thiên này đã hoàn toàn sụp đổ. Nghe được lời nói lạnh lẽo của Dương Bách Xuyên, anh ta vô cùng hoảng sợ nói cậu không thể giết tôi, anh trai tôi là đường chủ của khu Tây Bắc Sương Hoa, cậu. Nếu cậu giết tôi thì cả nhà cậu cũng đừng hòng sống. Bốp, Dương Bách Xuyên nghe được Trần Bách Thiên uy hiếp cả nhà mình, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên tát Trần Bách Thiên một cái. A, Trần Bách Thiên kêu thảm thiết làm rụng ra 4-5 cái răng. Hỏi anh cái gì thì nói cái đấy đi, đừng nói nhảm nữa. Nếu không tôi để cho anh sống không bằng chết, nói, Dương Bách Xuyên nói một chữ cuối cùng gần như là quát lên. Cả người Trần Bách Thiên run lên, vội vàng nói tôi. Tôi nói, đừng ra tay, tôi là Trần Bách Thiên, là thành viên sát thủ của tổ chức sát thủ võ giả cổ Trung Quốc, là em trai của đường chủ Trần Bách Vạn của Sương Hoa ở Tây Bắc. Có người ủy thác cho chúng tôi đến giết cậu, chúng tôi là tổ chức sát thủ, chỉ là có người bỏ tiền ra thuê chúng tôi giết người thôi, xin cậu buông tha cho tôi. Là ai muốn giết tôi? Dương Bách Xuyên trầm giọng hỏi. Thông tin của người thuê tôi không thể tiết lộ. Lời còn chưa dứt, Dương Bách Xuyên trực tiếp giơ tay lên bẻ gãy một cánh tay khác của anh ta, khiến Trần Bách Thiên kêu thảm thiết. À, tôi nói là người của nhà họ Diệp ở Yên Kinh. Trần Bách Thiên sụp đổ. Quả nhiên là nhà họ Diệp ở Yên Kinh, trong lòng Dương Bách Xuyên khẳng định. Anh lập tức nheo mắt lại, trực tiếp ra tay bẻ gãy cổ của Trần Bách Thiên. Anh không có thiện cảm với loại sát thủ này, nếu muốn giết anh, phải có nhận thức là sẽ chết. Anh giơ tay lên đánh ra một đạo chân nguyên ly hỏa,
thiêu đốt thi thể của Trần Bách Thiên thành tro tàn. Nhìn phương hướng cô gái tên Vương Nghệ Lâm bỏ chạy kia, Dương Bách Xuyên tung chân đuổi theo, tu vi của anh hiện giờ đã ở luyện khí kỳ tầng 3, cũng làm sâu sắc thêm thân pháp tiến hóa của đại bàng trong thuật ngũ hành dẫn thể, tốc độ vẫn rất nhanh, tin là có thể đuổi kịp một võ giả cổ bình thường. Anh điên cuồng đuổi theo khoảng chừng 2 phút sau, rất nhanh đã nhìn thấy cô gái kia, lúc này phương hướng chạy trốn của cô ta ở trên đường cái của núi rừng, cách đó 100 mét. Dương Bách Xuyên vận động chân khí toàn thân, tăng tốc đuổi theo, nếu là sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ tới giết anh, mặc kệ có phải là phụ nữ hay không, ở trong mắt Dương Bách Xuyên chính là kẻ thù. Sư phụ đã từng nói, nhân từ với kẻ thù chính là chôn vùi chính mình, cho nên Dương Bách Xuyên không có ý định buông tha cho cô ta. Vương Nghệ Lâm vô cùng khiếp sợ chạy trốn, vào giây phút trong tầm mắt của cô ta thấy được bóng người, quay đầu nhìn không ngờ lại là Dương Bách Xuyên đuổi theo. Trong lòng bị dọa sợ gần chết, liều mạng dùng sức lực toàn thân chạy trốn, nhưng dần dần cô ta cũng tuyệt vọng. Sau khi cô ta phát hiện Dương Bách Xuyên đang đuổi theo phía sau mình, cô đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể nhưng khoảng cách đã gần hơn 40-50 mét rồi. Lúc Vương Nghệ Lâm gần như định từ bỏ việc chạy trốn, trước mắt cũng đã đến đường cùng, bất chi bất giác đã chạy đến một vách núi, nhìn xuống dưới chắc cũng cao mấy chục mét, phía dưới là một con sông lớn. Thoạt nhìn rất sâu thẳm, thấy vậy trong lòng cô ta dâng lên một hy vọng. Từ độ cao mấy chục mét nhảy xuống, phía dưới còn là sông lớn, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống, nhưng cô ta cũng biết, nếu rơi vào trong tay Dương Bách Xuyên tuyệt đối chỉ có một con đường chết, đơn giản nhắm mắt lại, cô ta gieo mình xuống vách núi độ sâu mấy chục mét. Mà trong nháy mắt Dương Bách Xuyên thấy Vương Nghệ Lâm nhảy xuống vách núi, lúc này nhìn thấy cô gái này quả quyết, trong lòng không khỏi có chút bội phục. Vách núi phía dưới ít nhất cũng cao 70-80 mét, cho dù phía dưới là sông lớn, nhảy xuống từ độ cao này, không bị ngã chết cũng phải chết đuối. Một giây sau trong dòng sông lớn vang lên bọt nước, bóng dáng Vương Nghệ Lâm hoàn toàn biến mất trong sông lớn. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, có thể còn sống thì coi như mạng cô lớn, nhưng hy vọng quá mong manh. Sau khi nói xong, anh cũng men theo đường cũ trở về. Đi tới bên cạnh xe của hai người kia, anh cố gắng đẩy xe của Trần Bách Thiên và Vương Nghệ Lâm đang chắn ở giữa đường xuống mương nước ven đường, mới lái xe tiếp tục chạy đi. Lần này, trong lòng anh đã đặt nhà họ Diệp ở Yến Kinh lên trước nhà họ Mã, mẹ nó, còn dám thuê tổ chức sát thủ đến giết anh, điều này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh rồi. Sát thủ chỉ vì tiền, Dương Bách Xuyên rất lo lắng, lỡ như có người thuê sát thủ đến giết người nhà anh thì làm sao bây giờ? Tuy là Trần Bảy Roi từng nói, ở giới võ cổ có một luật sắt, võ giả cổ không thể ra tay với người thường, một khi ra tay, nếu tra ra sẽ bị cả giới võ cổ đuổi giết. Nhưng không chừng sẽ có võ giả cổ không có nguyên tắc như anh em La Sát Nữ. Hơn nữa, mục tiêu của sát thủ là kiếm tiền, chỉ cần cho bọn họ tiền, chẳng lẽ có thể đổi lại là không ra tay với người thường sao? Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng phiền não. Tình huống hiện giờ hình như rất tệ, Trần Bách Thiên bị giết lại là em trai của đường chủ tổ chức sát thủ Sương Hoa ở Tây Bắc, nếu Vương Nghệ Lâm không trốn thoát, nói không chừng còn có thể kéo dài một thời gian, nhưng nếu là nữ sát thủ Vương Nghệ Lâm có thể chạy thoát của sông lớn thì sao? Như vậy anh sẽ có thêm một thế lực kẻ thù khá mạnh. Tổ chức sát thủ Sương Hoa có thể dùng súng, điều này chứng tỏ thế lực của tổ chức sát thủ này rất khủng bố, một khi bị tổ chức sát thủ tàn ác này để mắt tới. Có thể tưởng tượng sau này anh đừng hòng nghĩ đến một cuộc sống thanh tịnh. Nhưng người thì cũng đã giết rồi, bây giờ lo lắng cũng không còn cách nào, chỉ có không ngừng tăng tu vi của mình lên, chỉ có tu vi mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bạn bè. Có thực lực, anh có thể trực tiếp giết tới cửa của gia tộc lớn là nhà họ Diệp và nhà họ Mã, dùng vũ lực để cho bọn họ chịu khuất phục, không dám đến trêu chọc mình nữa. Dọc theo đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thấm thoát đã đến buổi tối, cuối cùng anh cũng trở về cố đô. Sau khi về đến nhà, Dương Bách Xuyên vốn muốn gọi điện thoại cho từng người một, nhưng hôm nay lại trải qua chuyện bị sát thủ đuổi giết làm cho anh hơi mệt mỏi, cũng không có tu luyện, chỉ thả hầu đậu đậu từ không gian bình càn khôn ra và lập tức đi ngủ. Vốn còn muốn thả cả con trồn hương hương ra, nhưng phát hiện con trồn hương hương lại đổi sang tư thế say giấc nồng ở trong đó rồi. Dương Bách Xuyên cẩn thận quan sát. Anh phát hiện trong cơ thể con trồn vậy mà lại sinh ra linh khí nhàn nhạt,
trong lòng đột nhiên nghĩ đến có phải là con chồn uống rượu khỉ hay không, tự giúp mình khởi linh ư. Anh dứt khoát không quấy rầy con chồn nữa, để cho nó tiếp tục ngủ trong không gian bình càn khôn. Sáng hôm sau, Dương Bách Xuyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lúc mở điện thoại ra nhìn, mới phát hiện là Lưu Tích Kỳ gọi tới. Điện thoại vừa kết nối, Lưu Tích Kỳ đã lập tức mắng, đại gia à, điện thoại di động của anh cuối cùng cũng liên lạc được rồi, khoảng thời gian vừa rồi còn tưởng cậu bị mất tích rồi đấy, tôi còn chuẩn bị đi báo án đây, khi nào mới trở về. Trong điện thoại, Lưu Tích Kỳ vô cùng oán giận, Dương Bách Xuyên cười khổ nghe anh ta nói xong, mới nói tối hôm qua tôi vừa mới về, đợi lát nữa tôi đến tìm cậu. Mẹ kiếp, tối hôm qua đã về rồi sao không gọi điện thoại cho tôi, cậu không biết à, đơn xin việc trong công ty đều chất đống rồi này, tôi gấp gáp muốn chết phải tìm cậu bàn bạc đây, được rồi, nếu đã trở về thì mau tới đây đi, tôi ở công ty chờ cậu. Được, tôi lập tức tới ngay. Dương Bách Xuyên cũng không hỏi nhiều. Anh đưa cả hầu đậu đậu đến công ty, để ở nhà anh chỉ sợ nó đi tiểu lung tung. Cũng may hiện tại hầu đậu đậu đã dùng qua đan linh thú, hơn nữa sau khi lập khế ước linh thú với Dương Bách Xuyên, nó đã có thể nghe hiểu lời của anh, cũng không sợ nó chạy lung tung. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên đến công ty Vân Kỳ, hầu đậu đậu đi theo phía sau anh, một người một khỉ đi vào thang máy, làm cho mọi người ra vào tòa nhà đều tò mò nhìn qua. Hầu đậu đậu có bộ lông màu vàng, dáng vẻ rất đáng yêu, càng thêm ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Dương Bách Xuyên, sau khi đi vào thang máy gặp phải ba cô gái, chọc cho ba người nhìn không được chơi đùa với nó. Một người trong đó lấy ra một cái sô-cô-la cho hầu đậu đậu, không có sự cho phép của Dương Bách Xuyên, hầu đậu đậu nhìn rất muốn ăn lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên, mà Dương Bách Xuyên mỉm cười nói một tiếng cảm ơn với cô gái đó, để cho hầu đậu đậu nhận lấy sô-cô-la. Có sự đồng ý của Dương Bách Xuyên, hầu đậu đậu mới có gan nhận, lộn nhào sôi nổi làm cho ba cô gái cười khanh khách. Ba người là người của một công ty nào đó trên tầng 7, sau khi cửa thang máy mở ra ở tầng 7, lúc này có một cô gái trong số đó đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. A! À. Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại, ngay lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt, giờ phút này anh hận không thể thiến luôn con hầu đậu đậu này. Trong cuốn Liêu Thị Dịch Lâm của Tiêu Diên Thọ thời Tây Hán viết loài khỉ háo sắc, có cầu khỉ núi Nam bắt trộm nàng thiếp xinh đẹp của ta. Quyển ba phần dị thú nằm trong cuốn Bác Vật Chí của Trương Hoa thời Tây Tấn cũng nói ở đất Thục có một loài khỉ chuyên rình dập phụ nữ xinh đẹp rồi bắt mất. Bắt về làm vợ, suốt đời không thể trở về. Các tiểu thuyết đời sau như chuyện khỉ trắng tu bổ sông, ký sự quan tuần tra Trần mất vợ ở Mai Lĩnh cũng kế thừa và phát triển nội dung. Trong sách cổ có rất nhiều ví dụ về khỉ háo sắc, Dương Bách Xuyên là sinh viên khoa lịch sử, đương nhiên là anh đã đọc những nội dung ấy. Nhưng lúc đó anh chỉ lắc đầu cười, hoàn toàn không tin, khỉ thì có gì háo sắc chứ. Nhưng bây giờ anh tin rồi. Anh vừa quay đầu thì thấy hầu đậu đậu nghịch ngợm đang vén váy một nữ sinh, tay kia còn sờ đùi người ta, thảo nào cô ta lại hét lên. Dương Bách Xuyên lập tức vỗ đầu hầu đậu đậu, mất mặt quá chừng. Sao anh lại nuôi một con khỉ háo sắc chứ? Anh vội vàng xin lỗi nữ sinh kia, xin lỗi cô. Một nữ sinh trong số đó trợn mắt trừng Dương Bách Xuyên, trông chừng khỉ của anh đi, sao lại háo sắc thế? Xem ra anh là chủ nhân cũng chẳng phải thứ tốt gì. Hừ, chúng ta đi thôi. Nói xong cô ta liền kéo nữ sinh bị hầu đậu đậu sờ mó lên, sau đó ba người ra khỏi thang máy. Dương Bách Xuyên, tôi. Anh rất giàu dĩ. Đâu phải tôi háo sắc, anh lẩm bẩm một câu rồi bấm lên tầng 9, tiếp đó quay sang mắng hầu đậu đậu, mẹ nó mày đừng háo sắc như thế có được không? Mày làm tao mất hết mặt mũi rồi, mất mặt quá chừng, lần sau mày mà còn vén váy người ta thì tao đánh chết mày. Dương Bách Xuyên nổi giận làm hầu đậu đậu sợ đến nỗi co ro trong góc thang máy, trưng ra vẻ mặt vô tội. Khiến Dương Bách Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười. Tinh. Cửa thang máy mở ra, Dương Bách Xuyên giữ dằn lườm hầu đậu đậu, đi thôi. Tao cảnh cáo mày, ở công ty đừng làm tao bẽ mặt nữa, coi chừng tao đánh chết mày đấy. Dương Bách Xuyên mắng xong liền đi ra ngoài, hầu đậu đậu yếu ớt đi theo anh ra khỏi thang máy. Một người một khỉ đi vào cửa công ty Vân Kỳ, tiếp tân đã đổi thành người khác, chính là Trương Thiến đi cùng bộ Thanh Mai. Trương Thiến nhìn thấy Dương Bách Xuyên từ xa.
lập tức mỉm cười hô, xin chào chủ tịch. Trương Thiến nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt sáng lấp lánh, tâm tư chuyển biến. Từ khi biết thân phận của Dương Bách Xuyên, cô ta vẫn mong ngóng Dương Bách Xuyên đến công ty, nhưng sau lần trước không thấy anh xuất hiện ở công ty. Trương Thiến nhiều lần xúi giục Thanh Mai gọi điện cho Dương Bách Xuyên hẹn ăn cơm, bởi vì cô ta biết mình có thể vào công ty Vân Kỳ là nhờ chị em tốt bộ Thanh Mai. Mà từ tình hình ngày hôm đó có thể thấy hình như Dương Bách Xuyên rất yêu ái bộ Thanh Mai. Trương Thiến nghĩ rằng nếu có thể xúi giục Thanh Mai hẹn Dương Bách Xuyên ra ngoài, cô ta là chị em tốt có thể đi cùng, vậy thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với vị chủ tịch trẻ tuổi Dương Bách Xuyên, có cơ hội. Trương Thiến làm việc cho công ty Vân Kỳ hơn nửa tháng, tận mắt chứng kiến công ty mới vừa cất bước chỉ tung ra một loại rượu thuốc dưỡng sinh, vậy mà trong một tuần lễ đã gây nên tiếng vang lớn khắp giới kinh doanh cố đô, thậm chí là nổi tiếng toàn Trung Quốc. Một tuần lễ có vô số công ty tìm Vân Kỳ hợp tác, đơn đặt hàng đã xếp lịch đến một năm sau, hình như lợi nhuận đã trên 100 triệu. Vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai Dương Bách Xuyên đã trở thành mục tiêu cưa cẩm của Trương Thiến. Tuy nhiên, Trương Thiến không biết rằng Dương Bách Xuyên chẳng có tí hứng thú gì với cô ta. Chào cô Trương, đã que. Mỗi người đều ngồi trong khu vực làm việc của mình, người thì sử dụng máy tính, kẻ thì gọi điện, trông có vẻ bận rộn. Dương Bách Xuyên liếc nhìn thì thấy cả khu văn phòng có khoảng 50-60 người. Anh thầm nghĩ thế này mới giống dáng vẻ của công ty. Dương Bách Xuyên muốn đi đến văn phòng của Lưu Tích Kỳ. Anh đến cửa đúng lúc cánh cửa mở ra, người mở cửa là trợ lý Tiểu Lưu lần trước. Khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, cô ấy vui mừng ra mặt, định chào anh là chủ tịch nhưng bị Dương Bách Xuyên giơ tay ngăn cản, bởi vì anh thấy trong văn phòng của Lưu Tích Kỳ có mấy người đang làm việc nên không muốn quấy rầy. N việc chưa? Dương Bách Xuyên thuận miệng hỏi. Lời hỏi han này khiến Trương Thiến vui như mở cờ trong bụng, lập tức liếc mắt đưa tình, tôi rất thích môi trường làm việc ở công ty Vân Kỳ. Cảm ơn chủ tịch vẫn còn nhớ tôi. Trương Thiến liếc mắt đưa tình làm Dương Bách Xuyên nổi da gà, cười gượng mấy tiếng rồi đi vào khu văn phòng. Tiểu Lưu đi ra ngoài, lúc sắp đóng cửa cô ấy mới hỏi, chủ tịch có cần tôi đi báo cho Tổng Giám Đốc Lưu không? Dứt lời cô ấy còn nhìn con khỉ phía sau Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không nói gì. Để lát nữa, tôi không có việc gì, chờ cậu ấy xong việc rồi hẵng báo cho cậu ấy. Vâng thưa chủ tịch, ngài đến văn phòng của ngài chờ Tổng Giám Đốc Lưu nhé, khi nào ngài ấy xong việc tôi sẽ báo lại. Dương Bách Xuyên sửng sốt, văn phòng chủ tịch. Lần trước anh đến vẫn chưa dạo hết một vòng công ty, cho nên không biết mình cũng có văn phòng. Dương Bách Xuyên hoàn hồn, gật đầu lúng túng nói, được, cô dẫn tôi đến đó đi. Hình như Tiểu Lưu biết Dương Bách Xuyên không rõ chuyện văn phòng chủ tịch, cô ấy khẽ mỉm cười dẫn Dương Bách Xuyên đi đến cuối hàng lang, dừng ở phòng cuối cùng, thưa chủ tịch, đây là phòng làm việc của ngài. Nếu cần gì thì ngài cứ tìm trợ lý là được, lát nữa tôi sẽ báo cho Tổng Giám Đốc Lưu đến đây. Được, cô làm việc đi. Dương Bách Xuyên chờ Tiểu Lưu đi mới mở cửa văn phòng của mình, dẫn Hầu Đậu Đậu vào trong và dặn nó không được hét to. Theo lời Tiểu Lưu thì hình như bộ Thanh Mai đang ở trong văn phòng. Sau khi cửa mở, khung cảnh đập vào mắt khiến Dương Bách Xuyên cười khổ không thôi. Từ ánh mắt đầu tiên anh đã phát hiện ra văn phòng này còn lớn hơn phòng của Lưu Tích Kỳ. Bên trong có đầy đủ phòng nghỉ, toilet, tất nhiên còn kém văn phòng chủ tịch công ty đấu giá Triệu Thị của Triệu Nam. Văn phòng của người ta lớn gấp 2-3 lần. Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi lãng phí, anh không đến công ty làm việc thì văn phòng lớn thế này hoàn toàn lãng phí. Trong khi đó, một góc khác trong văn phòng, bộ Thanh Mai đang nhoài ra bàn làm việc cụi đầu viết gì đó. Dương Bách Xuyên mở cửa rất khẽ, có vẻ như cô rất tập trung nên không nghe thấy tiếng động, vẫn cặm cụi múa bút thành văn. Nhìn dáng vẻ của bộ Thanh Mai, Dương Bách Xuyên nổi hứng đùa dai. Rón rén đi đến định hù cô giật mình. Lúc Dương Bách Xuyên đi đến chuẩn bị hù dọa bộ Thanh Mai thì trông thấy chữ viết trên giấy, anh lập tức dừng bước rồi đứng sau lưng cô nhìn trộm. Chỉ thấy tiêu đề là em lấy gì để cảm ơn anh. Chữ bên dưới tuy nhỏ nhưng không làm khó được thị lực của Dương Bách Xuyên, càng đọc sắc mặt anh càng kỳ lạ. Anh đọc một đoạn dài mới phát hiện ra người bộ Thanh Mai muốn cảm ơn chính là anh. Cô gái này đang viết nhật ký. Đại ý là cô cảm ơn Dương Bách Xuyên đã cho cô cơ hội nhận được công việc khiến nhiều người hâm mộ. Ngoài ra cô còn viết mấy lời phàn nàn,
nói là công việc của cô quá nhẹ nhàng, ngồi cả ngày trong văn phòng chủ tịch, có viết báo cáo mà sếp Lưu giao cho thì cũng chỉ mất 1-2 tiếng là xong, cô giống như bình hoa vậy. Tiếp đó cô khen Dương Bách Xuyên rất đẹp trai, nếu cô có một bạch mã hoàng tử giống như vậy thì tốt biết bao. Nhưng điều đó là không thể, Dương Bách Xuyên là vị chủ tịch vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, làm gì có chuyện người ta thích cô. Nội dung phía sau bộc lộ những ảo tưởng về Dương Bách Xuyên. Anh là nam thần trong lòng cô không biết khi nào có thể ăn cơm cùng anh, nếu được ăn cơm cùng anh thì cô sẽ rất vui. Được rồi, sau khi tên họ Dương nào đó đọc hết nội dung bộ Thanh Mai viết, nét mặt không chỉ ngượng ngùng thôi đâu. Hình như đây là lần đầu tiên có cô gái coi anh là nam thần đó. Dương Bách Xuyên vốn định dọa cô giật mình, nhưng nể tình chữ nam thần này, anh sẽ không dọa cô nữa. Lúc này, Hầu Đậu Đậu đã mất hết kiên nhẫn, lén lút di chuyển từ bên cạnh Dương Bách Xuyên đến bên cạnh bộ Thanh Mai, sau đó chui xuống gầm bàn, duỗi móng vuốt đầy lông chạm vào bộ Thanh Mai. Dương Bách Xuyên không phát hiện ra hành động của Hầu Đậu Đậu, bởi vì anh còn đang nhìn trộm bộ Thanh Mai viết nhật ký. Bộ Thanh Mai đang chăm chú viết nhật ký bỗng nhiên hét to, á. Tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ, làm Dương Bách Xuyên ở phía sau giật mình. Sau đó bộ Thanh Mai đứng bật dậy như bị điện giật, đầu vào mặt Dương Bách Xuyên đang nhìn lén cô viết nhật ký. Đệt! Dương Bách Xuyên bị đầu bộ Thanh Mai đập vào sống mũi, nước mắt tuôn rơi. Sự cố bất chợt xảy ra, anh không biết cô nàng này nổi điên cái gì mà lại hét ầm lên rồi đứng bật dậy, sau đó đụng vào mặt anh. Nước mắt nước mũi chảy ra một cách mất kiểm soát, anh bị bộ Thanh Mai đụng lùi 3 bước mới dừng lại. Người sợ hãi hơn là cô bé bộ Thanh Mai kia kìa. Cô cảm thấy đùi bị cái gì đó chạm vào, bèn đứng phắt dậy, sau đó lại đụng vào thứ gì đó khiến đầu đau đớn. Cô ngoảnh đầu lại mới phát hiện thấy Dương Bách Xuyên đang che mũi đứng sau lưng mình. Mà dưới gầm bàn xuất hiện một con khỉ lông lá từ lúc nào chẳng hay. Dương Bách Xuyên và bộ Thanh Mai trợn mắt nhìn nhau vài giây. Sau đó bộ Thanh Mai mới tỉnh táo lại, vội vàng chào hỏi chủ. Chủ tịch. Sau khi nhìn thấy dưới gầm bàn là một con khỉ, cô không sợ nữa, thậm chí còn tranh thủ cất nhật ký trên bàn đi. Có phải chủ tịch đã đọc nhật ký của cô rồi không? Nếu anh đã đọc được thì ngượng chết mất thôi. Bộ Thanh Mai vô cùng hoảng loạn, cũng rất lúng túng. Dù sao thì vừa rồi cô cũng va phải đầu của vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai. Sau khi cất nhật ký xong, bộ Thanh Mai đỏ mặt. Vội vàng nói với Dương Bách Xuyên, chủ tịch có sao không? Tôi không biết ngài ở đằng sau. Không sao, không sao. Thật ra Dương Bách Xuyên còn lúng túng hơn bộ Thanh Mai. Anh đọc trộm nhật ký của người ta, bị người ta đụng đầu đúng là đáng đời. Hơn nữa, nhìn Hầu Đậu Đậu dưới gầm bàn làm việc của bộ Thanh Mai, Dương Bách Xuyên cảm thấy mất hết thể diện. Anh thầm gào thét trong lòng, đúng là nghiệp chướng. Sao mình lại nuôi một con khỉ vô liêm sỉ thế kia chứ? Mẹ nó, mất mặt quá chừng. Hầu Đậu Đậu chui xuống gầm bàn làm gì? Dương Bách Xuyên chẳng cần nghĩ cũng biết. Lúc này đối mặt với bộ Thanh Mai, anh càng muốn đạp chết con khỉ háo sắc này. Nếu nó không chui xuống gầm bàn dọa người ta thì bộ Thanh Mai sẽ không đột ngột đứng dậy rồi đụng đầu vào anh. Dương Bách Xuyên càng nghĩ càng giận, lập tức đi đến xách Hầu Đậu Đậu dưới gầm bàn ra rồi đập cho nó một phát. Sau đó ném lên ghế sofa cách 10 mét ở khu nghỉ ngơi bên ngoài. Cái ngữ vô sỉ nhà mày lại làm tao bẽ mặt. Két két. Hầu Đậu Đậu bị Dương Bách Xuyên ném lên sofa, liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới nói với bộ Thanh Mai, xin lỗi Thanh Mai vì con khỉ tôi nuôi không được dạy dỗ tốt, đã dọa đến cô. Không 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 sao, bộ Thanh Mai nghĩ đến vị trí bị con khỉ sờ. Mặt đỏ bừng lên. Cô viết cái gì vậy? Tên họ Dương nào đó cố ý hỏi như vậy để tẩy trắng cho bản thân. À, không viết gì hết. Chỉ là báo cáo công việc mà thôi. Bộ Thanh Mai thầm thở phào trong lòng, đồng thời vội vàng giải thích trong bộ dạng mất tự nhiên. Cô nghĩ rằng Dương Bách Xuyên hỏi như vậy chứng tỏ anh chưa đọc nhật ký cô viết. Còn Dương Bách Xuyên thì nhịn cười, đáp ồ một tiếng. Rốt cuộc anh đã tẩy trắng cho bản thân. Không thể để lại cho bộ Thanh Mai ấn tượng đường đường là chủ tịch mà lại có sở thích rình coi chuyện riêng tư của nhân viên. Sau khi sắc mặt khôi phục như thường, bộ Thanh Mai cuống quýt nói, mời chủ tịch ngồi, tôi pha trà cho ngài. Dương Bách Xuyên gật đầu,
ngồi lên ghế làm việc. Đây là lần đầu tiên anh ngồi ghế của sếp. Anh xoay một vòng, cảm giác khá hay ho. Mời chủ tịch uống trà. Bộ Thanh Mai bưng trà đến. Tôi bảo này Bộ Thanh Mai, chẳng phải lần trước tôi đã nói rằng gọi anh Xuyên là được, đừng luôn miệng gọi là chủ tịch rồi ư. Cứ chủ tịch ngắn chủ tịch dài, tôi nghe không quen. Thả lỏng đi, đừng câu nệ, đâu phải ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau. Cô ngồi đi. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Bộ Thanh Mai cũng vui vẻ trong lòng, nụ cười nở trên gương mặt. Vâng anh Xuyên, sau này lúc ở công ty không có ai khác, em sẽ gọi anh là anh Xuyên. Cô gái này vẫn ngây thơ như thế. Được, cô nói xem làm việc ở công ty đã quen chưa? Quen thì quen rồi, nhưng rảnh rỗi quá. Anh Xuyên có thể cho em và Trương Thiến đổi việc với nhau được không? Em làm tiếp tân, còn chị ấy làm trợ lý chủ tịch. Em không chịu được rảnh rỗi, hàng ngày anh không đến công ty làm việc, một mình em ở trong văn phòng lớn như vậy quá nhàm chán. Bộ Thanh Mai bất đắc dĩ nói. Phụt. Dương Bách Xuyên nghe thấy cô nói câu này đúng lúc vừa mới uống ngụm trà, tức thì phun ra ngoài. Anh thầm nghĩ, quả nhiên là cô bé ngây thơ như tờ giấy trắng. Công việc trợ lý chủ tịch khiến bao người mơ ước mà cô lại đổi với tiếp tân. Không biết cô nhóc này nghĩ thế nào? Anh đặt tách trà xuống, suy nghĩ giây lát rồi hỏi, có phải Trương Thiến từng bảo cô đổi việc với cô ta không? Dương Bách Xuyên đoán rằng kiểu phụ nữ như Trương Thiến có mưu tính và dã tâm lớn, nói không chừng đây chính là ý của cô ta. Không 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 phải, là chính em cảm thấy rảnh quá. Hôm đó em than với Trương Thiến. Chị ấy bảo em nói với anh là có thể đổi việc với chị ấy. Em cũng cảm thấy chị ấy nói đúng, Trương Thiến giỏi hơn em nhiều. Stop. Sau này tôi sẽ sắp xếp cho cô công việc khác, còn đổi việc thì quên đi. Cô hãy chuyển lời đến Trương Thiến, bảo cô ta trước hết cứ làm tốt công việc tiếp tân đi. Sau này tôi sẽ cho cô ta một cơ hội, nhưng lắm mưu mẹo thì không tốt đâu. Ồ, Bộ Thanh Mai lơ mơ gật đầu. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó Lưu Tích Kỳ đi vào. Chủ tịch à, cậu có ý kiến với tôi hay sao mà đến công ty cũng không nói với tôi một tiếng, lén lút trốn vào văn phòng. Lưu Tích Kỳ mỉm cười trêu chọc. Biến đê, thấy cậu đang bận nên tôi không cho tiểu Lưu thông báo. Tôi rảnh mà, chờ xếp Lưu vô tư. Dương Bách Xuyên bật cười mắng một câu rồi đứng dậy, ra hiệu cho Lưu Tích Kỳ đến khu nghỉ ngơi. Bộ Thanh Mai hỏi ý kiến. Sau đó rót cho Lưu Tích Kỳ một tách trà. Cảm ơn tiểu bộ, cô ra ngoài trước đi, hai chúng tôi nói chuyện. Lưu Tích Kỳ nói với Bộ Thanh Mai. Sau khi Bộ Thanh Mai ra ngoài, Dương Bách Xuyên mới hỏi, chuyện gì mà trịnh trọng thế? Cậu đúng là đồ vô tâm, đến công ty chỉ biết tán gái. Lưu Tích Kỳ vừa uống trà vừa mắng. Sếp Lưu đừng đổ oan cho tôi đến là để nghe ngài dạy bảo mà. Dương Bách Xuyên cười ha ha trêu chọc. Được rồi, nói chuyện chính đi, chuyện cậu ở quê ấy, tôi nghe người nhà nói rồi, cậu làm tốt lắm. Hiện tại không đủ tài chính phải không? Lưu Tích Kỳ hỏi. Dương Bách Xuyên cười khà khà, sếp Lưu nắm bắt tin tức nhanh nhạy thật, có phải cậu muốn ủng hộ tôi xây dựng quê hương không? Đúng lúc tôi hết tiền thật. Lưu Tích Kỳ dựa vào sofa, ra vẻ đại gia, nói coi thiếu bao nhiêu. Anh đây viết chi phiếu cho cậu. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ này của anh ta, lập tức lên tinh thần, lô rượu Cố Nguyên đầu tiên kiếm ra tiền rồi hả? Lưu Tích Kỳ mỉm cười gật đầu. Dương Bách Xuyên hỏi tiếp, kiếm được bao nhiêu? Cậu đoán đi, hì hì, Lưu Tích Kỳ cười đắc ý. 10 triệu, theo dự tính của Dương Bách Xuyên thì lô đầu tiên mới được đưa ra thị trường, căng lắm cũng chỉ 10 triệu. Nào ngờ Lưu Tích Kỳ đắc ý khoe, hì hì. Trên thực tế lô đầu tiên kiếm được 30 triệu trong vòng một tuần, đơn đặt hàng đã xếp lịch đến tận năm sau. Cộng cả tiền ứng trước nữa thì bây giờ trong sổ sách của ông chủ là cậu có nguồn tài chính hơn 110 triệu có thể sử dụng. Nhóc Xuyên, anh em chúng ta sắp phất lên rồi, công ty Vân Kỳ sắp phất lên rồi. Chúng ta phải phát triển theo hướng tập đoàn hóa, phát triển theo hướng quốc tế, phát triển thành đế quốc thương nghiệp, thực hiện giấc mộng của chúng ta. Cậu không biết hiện giờ rượu Cố Nguyên của chúng ta hot cỡ nào đâu. Có thể nói là thương nhân ngày nào cũng có mặt ở xưởng chờ sản phẩm ra lò. Nhóc Xuyên à, tôi định nhân cơ hội này mở rộng công ty, cậu có ý tưởng gì không? Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Lưu Tích Kỳ đỏ phừng phừng, trông rất kích động.
Dương Bách Xuyên thấy bạn tốt vui vẻ cũng vui vẻ theo, cười ha ha nói, thiết đản, tôi đã nói là mọi hoạt động trong công ty đều do cậu quyết định, hiện tại là như thế, sau này vẫn như thế. Chỉ cần cậu cảm thấy thích hợp thì tôi sẽ ủng hộ cậu. Lưu Tích Kỳ nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, hai mắt chợt đỏ hoe. Sau khi xuất ngũ, anh ta bươn trải bên ngoài kiếm sống, gần như là việc gì cũng đã làm qua, chịu mệt chịu ấm ức. Anh ta từng thề rằng một ngày nào đó chỉ cần có cơ hội thì anh ta phải trở thành kẻ có địa vị hơn người, phải đứng ở cao ốc văn phòng chìm trong mây nhìn xuống thành phố lạnh lẽo này. Bây giờ Lưu Tích Kỳ đã bước chân vào ngưỡng cửa ấy, ước mơ đã có nền móng. Nhưng anh ta cũng biết rằng tất cả là nhờ cậu bạn thân từ nhỏ Dương Bách Xuyên mang lại cho mình. Lưu Tích Kỳ nhớ lại những ngày qua, các ông chủ trong giới kinh doanh thường ngày đều ngạo nghễ, vậy mà giờ đây lại thân thiết với mình, tìm mình hợp tác, mình và bọn họ trò chuyện vui vẻ. Anh ta cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Nhưng anh ta biết đây không phải mơ mà là thật, là hiện thực, là cơ hội Dương Bách Xuyên cho anh ta. Lưu Tích Kỳ nhìn Dương Bách Xuyên, trịnh trọng nói cảm ơn nhóc Xuyên. Ai dè anh ta nói xong, Dương Bách Xuyên vốn đang cười ha ha lập tức đặt mạnh tách trà trong tay xuống bàn, mặt mày bí xị. Dương Bách Xuyên đột nhiên xị mặt làm Lưu Tích Kỳ sửng sốt, không biết có phải mình nói sai rồi không. Anh ta nhìn Dương Bách Xuyên, nét mặt cứng đờ. Còn Dương Bách Xuyên thì nhìn Lưu Tích Kỳ chằm chằm, không nói gì mà chỉ nhìn thôi. Đến khi Lưu Tích Kỳ nổi gai ốc, Dương Bách Xuyên mới thong thả cất lời, thiết đản, tiên sư nhà cậu. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn chòng chọc Lưu Tích Kỳ vài giây, câu đầu tiên anh thốt ra là lời mắng. Nhưng Lưu Tích Kỳ nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm, vì anh ta biết rằng Dương Bách Xuyên mắng mình chứng tỏ vẫn thân thiết với mình, không trở nên xa cách với mình. Sau đó, anh ta nghe thấy Dương Bách Xuyên nói tiếp, tôi biết từ trước đến giờ cậu luôn cho rằng cậu không bỏ vốn mà lại quản lý một công ty, được nhận cổ phần các thứ, cho nên cậu cảm thấy mình chiếm hời đúng không? Lưu Tích Kỳ thoáng im lặng, đúng là anh nghĩ như thế. Dù sao thì mới thành lập công ty Vân Kỳ, Liễu Linh Linh, Tiền Tiểu Bối, Nhóc Đông, thậm chí Lâm Hoan đều bỏ ra mấy chục vạn nhập cổ phần, còn anh ta không bỏ vào một đồng nào đã trở thành người quản lý thật sự của công ty. Chính vì thế, anh luôn cho rằng mình đã chiếm hời. Kỳ thật nói trắng là lòng tự trọng của đàn ông. Thấy Lưu Tích Kỳ im lặng, Dương Bách Xuyên biết là mình đoán đúng. Tên này có chủ nghĩa đàn ông. Lòng tự trọng đang tác oai tác quái. Anh tiếp tục nói, thế nên cậu giấu cả chú Lưu thím Lưu, không nói cho họ biết chuyện mình có công ty ở Cố Đô. Hay là Lưu Tích Kỳ cậu không coi Dương Bách Xuyên này là anh em? Khi nói câu cuối cùng, Dương Bách Xuyên gào to. Nhóc Xuyên, không phải vậy. Lưu Tích Kỳ cuống lên. Nhưng bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, không phải á? Không phải thì tại sao cậu lại không nói cho người nhà? Không phải thì tại sao cậu cứ nhất quyết sắp xếp trợ lý cho tôi, ngày nào cũng nhắn tin báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty? Không phải thì tại sao cậu phải cho Lâm Hoan vào công ty quản lý tài vụ? Một loạt câu hỏi Dương Bách Xuyên đặt ra khiến sắc mặt Lưu Tích Kỳ cực kỳ khó coi. Song Dương Bách Xuyên càng nói càng giận, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ. Hồi bé đánh nhau, cơ thể tôi gầy yếu, cậu luôn chắn ở phía trước. Từ nhỏ tôi không cha không mẹ. Cậu nói không sao, ba mẹ của cậu chính là ba mẹ của tôi, dăm ba bữa cậu lại kéo tôi đến nhà cậu ăn cơm, tạo cho tôi cảm giác mình cũng có ba mẹ. Khi cậu đi lính còn nói với tôi rằng nếu ở trường bị ai bắt nạt thì gửi thư cho cậu sẽ trở về báo thù cho tôi. Lúc tôi lên đại học, cậu xuất ngũ đi làm thuê. Chị hai cậu đang học đại học, mỗi tháng đều cần tiền sinh hoạt, ở nhà cũng cần tiền. Vậy mà hồi tôi học kỳ một năm nhất, mỗi lần đến thăm tôi cậu đều để lại mấy trăm tệ dưới gối của tôi trước khi ra về. Tôi biết đó là nửa tháng lương của cậu, nửa còn lại cậu gửi cho người nhà, trên người chẳng còn mấy đồng. Cậu hút thuốc, nhưng vì thế mà bỏ thuốc. Cậu biết không, có một lần tôi đến thăm cậu vào cuối tuần, tôi đứng ở cửa ký túc xá của cậu, nhìn thấy cậu gặm bánh bao ăn cải bẹ. Lúc đó trái tim tôi như thắt lại, cậu đưa tiền lương cho tôi học hành, còn bản thân lại nhai bánh bao. Dương Bách Xuyên nói đến đây thì không kìm được nước mắt. Anh tiếp tục nói, Lưu Tích Kỳ, Lưu Thiết Đản, mẹ nó cậu có thể cho tôi nhiều như vậy nhưng khi tôi có năng lực, cậu lại không nhận ý tốt của tôi. Chúng ta không phải anh em cùng ba cùng mẹ, nhưng đâu kém gì. Mẹ kiếp, cậu luôn miệng gọi tôi là anh em, nhưng tại sao tôi làm chút chuyện cho cậu lại không nhận?
cậu có biết tôi buồn cỡ nào không? Giữa chúng ta còn phải phân chia rạch ròi sao? Tôi nói cho cậu biết, con đường tương lai của tôi, ước mơ của tôi là biển rộng trời sao chứ không phải công ty. Nói thẳng ra là công ty này là quà tôi tặng cho người anh em của tôi chơi đùa. Còn kiếm tiền ấy à, đối với tôi tiền bạc chỉ là một con số. Tôi biết ước mơ của cậu là thành lập một công ty quốc tế, gây dựng một đế quốc thương nghiệp, vì vậy tôi giúp cậu. Cậu đã làm cho tôi nhiều như vậy mà không chịu đón nhận những gì tôi làm cho cậu sao? Có lẽ cậu cho rằng đây là khối tài sản kếch xù, là khoản tiền lớn, nhưng tôi muốn nói rằng tôi thật sự không để ý tới những thứ này, bởi vì con đường của tôi là biển rộng trời sao. Dương Bách Xuyên nói xong, trong tay xuất hiện chân nguyên ly hỏa ném lên bàn trà bằng kính trước mặt hai người. Lưu Tích Kỳ trợn tròn mắt nhìn bàn trà bằng kính biến thành thủy tinh lỏng chỉ trong nháy mắt, cuối cùng bốc hơi hoàn toàn. Lúc này trong lòng Lưu Tích Kỳ nổi sóng to gió lớn. Anh ta hiểu rằng những lời Dương Bách Xuyên vừa nói là lời thật lòng, hai mắt rưng rưng nhìn Dương Bách Xuyên, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Anh ta vừa cảm động lại vừa chấn động trước cảnh Dương Bách Xuyên biến ra một ngọn lửa từ hư không, làm bốc hơi một bàn trà bằng kính. Đây là bản lĩnh của thần tiên sao? Rốt cuộc bạn tốt của mình là ai? Lưu Tích Kỳ không bình tĩnh nổi. Lần trước nghe Dương Bách Xuyên và Lý Đại Nghị nói về võ cổ giả gì đó nhưng anh ta không nghĩ nhiều, lẽ nào nhóc Xuyên là võ cổ giả? Thấy Lưu Tích Kỳ ngây người, Dương Bách Xuyên mỉm cười lau nước mắt, nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi, Lưu Tích Kỳ nuốt nước bọt. Sau đó đôi bạn thân nhìn nhau, đều nhìn ra tình cảm từ trong mắt đối phương, cùng cười ha ha ha. Sau khi nghĩ thông suốt, Lưu Tích Kỳ cũng lau nước mắt và nói. Mặc dù tôi không biết bây giờ cậu đang làm cái gì, nhưng từ ngọn lửa vừa rồi cũng có thể thấy hiện giờ thằng nhóc nhà cậu thật sự lợi hại. Tôi cũng tin cậu không để ý đến công ty và tiền bạc. Mẹ nó chứ, cậu không nói sớm, không thì tôi cũng chẳng tự ái như thế. Lưu Tích Kỳ thoải mái trong lòng. Chấm. Dương Bách Xuyên cũng bật cười, sau đó cất lời, hiện tại tôi chưa thể nói cho cậu biết tình hình cụ thể vì không tốt cho cậu. Đợi sau này có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu chơi chung, bây giờ cậu cứ chăm chỉ quản lý công ty của cậu đi, chỉ cần cho tôi đủ tiền tiêu là được. Còn nữa, tôi cho cậu cái này, nhớ là chia làm 3 phần nấu canh uống. Về phần nó là cái gì thì cậu đừng hỏi nhiều. Vì để cho người anh em của mình thoải mái trong lòng mà Dương Bách Xuyên đã thể hiện chút bản lĩnh tu chân. Ở ngay trước mặt Lưu Thích Kỳ, anh lấy ra một viên đan tạo hóa sinh cơ, một con cá rồng từ trong không gian bình càn khôn. Còn chia cho đối phương 2,5 kg rượu khỉ. Nhìn đồ vật mà Dương Bách Xuyên biến ra từ hư không, đầu óc Lưu Tích Kỳ chết máy luôn. Cho dù anh ta từng đi lính, có tố chất tâm lý rất mạnh, thì trái tim cũng suýt vọt lên cổ họng. Mãi lâu sau anh ta mới hoàn hồn, vừa chỉ vào Dương Bách Xuyên vừa lắp bắp nói cậu. Anh ta lắp bắp rất lâu mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Dương Bách Xuyên cười hì hì ngắt lời anh ta, vẫn là câu nói đó, đừng hỏi gì hết, cũng đừng nói với ai chuyện cậu nhìn thấy hôm nay, nếu không sẽ bất lợi cho chúng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.